Vâng, sản phẩm đầu tiên trong cái video này em lên luôn cho bác là cái một cái con massage to. Con này là con máy massage to, cái mẫu này là cái mẫu cũ hồi xưa không nhá. Hôm nay em tình cờ là lục kho em còn sót một con. Đây con này thì công suất của nó sẽ là 24W. Dòng này thì nói chung là nó đấm cực kỳ khỏe rồi. Đấy, bác nào mà đã dùng qua con này các bác có biết này, comment trực tiếp đây thì em biết này. Đấy, một con máy massage to nhá. Con này nó là dòng máy to, máy hồi xưa đấy. Bữa trước em bán là có cái con này này, nhưng mà bây giờ nó không có, bây giờ nó không có cái mã to nữa. Với lại nhiều bác thì bảo là cầm nó to quá nên là nhiều khi khó cầm. Đấy thì bác nào mà thích cái con to này thì có thể là tham khảo con sản phẩm này. Thì hôm nay em lục còn sót kho đúng một con nhá. Máy vẫn hoạt động ok bình thường cho em luôn nhá, không vấn đề gì cả. Chỉ có cái là mẫu nó hết không có hàng thì thôi thì bán thanh lý giá rẻ cho bác luôn. Đấy, bán thanh lý giá tốt lắm nhá. Máy vẫn hoạt động bình thường nhá. Con này nó 6 cấp độ. Đấy, các bác cứ bật lên thôi, cứ bật lên là bắt đầu đèn nó nháy này. Đấy, đèn nó nháy theo cấp độ là các bác cứ thế là các bác dùng thôi. Chuyên về bác massage chân tay người ngậm nhá. Con này thì nó cũng như cái con nhỏ kia, cũng có là bốn đầu khác nhau. Đấy, một đầu đây này, hai đầu này, ba đầu này và bốn đầu này. Đấy, bốn đầu khác nhau nhá, bốn đầu khác nhau để các bác có thể thay đổi một đầu massage đùi, một đầu massage cơ bắp này, một đầu massage phần lòng bàn chân bàn tay các kiểu, cổ vai gáy cho đầy đủ ngon lành nhá. Đi kèm thì sẽ có là một cái củ sạc nhá, một củ sạc này. Về là các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Và các bác cắm vào đây. Đây, đây là phần cổng sạc này, các bác cắm vào đây cho em. Đấy là cứ thế là các bác sử dụng thôi. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Máy chạy rất khỏe luôn, riêng cái dòng to này thì công suất nó là dạng công suất lớn rồi. Con này 24W lận cơ. 24W này. Chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Mà giá thành thì em thanh lý hôm nay em thanh lý giá rẻ bác luôn nên là giá rất hợp lý. Đây, em sẽ test lại bác xem một lần nữa này. Con này nó rung dã man lắm ạ. Chung là các bác massage chân tay người ngậm một thứ thì thôi thì chưa hết luôn. Bác nào mà đang đau chân tay người ngậm một thứ này, các nhìn này, tay rung rồi đấy, sướng tê người luôn, rất thích coi nha. Đấy, giá rất hợp lý này, em báo giá nhanh bác luôn mua luôn. Các bác lên mã cho con sản phẩm là cái con máy massage to hàng thanh lý nhá, máy massage to hàng thanh lý em bán nhanh bác luôn. Massage to này, massage to hàng thanh lý nhá, thanh lý nốt, thanh lý massage to nha, nhớ giúp em là massage to. Đấy, giá của nó thì em báo giá nhanh bác luôn, giá sẽ là đi 220.000 nhá, 220k một chiếc máy massage to này. Con này như bữa trước đang bán hình như là gần 300 đấy, nhưng em thanh lý nốt bác thôi. Đấy, cỡ này của nó là cỡ to nha, lưu ý bác là máy này là máy to chứ không phải máy bé đâu. Ở đây hôm nay thì em cái máy bé nhé cũng đang hết hàng nên không cầm so sánh được, nhưng mà con này là dòng to, dòng công suất lớn 24W, pin cực kỳ trâu luôn. Con này thì dùng pin mà nó phải lên đến khoảng tầm một tháng em luôn nhá, pin trâu dã man nữa. Đấy, hết pin thì cả cắm sạc qua dùng, đầu thay thế rất dễ, chỉ cần rút ra lại cắm đầu khác hoặc là các bác dùng thôi, dùng rất dễ dùng luôn. Máy cực kỳ to, chạy cực kỳ khỏe nhá, rất đầm luôn, giá thanh lý luôn đấy bác nhá, 220.000. con này như bữa trước đang bán là hình như là 300 mấy đó, giá siêu tốt luôn, giá gọi là giá thanh lý nhá, nhá giá thanh lý giá bán nốt thôi. Rồi, đấy là cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Các bác xem video đừng quên đăng ký nút like cũng như là nút đăng ký kênh để đó sẽ sản phẩm rồi video mới nhất của em nhá. Đấy, em sẽ đi về những cái sản phẩm tiếp theo trong cái video ngày hôm nay. Các lưu ý anh em bên em giao hàng toàn quốc nhá, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng tính toán nên là các yên tâm mua hàng. Đấy, sẽ đi về những sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái bộ, cái này là bộ bộ kệ kéo đánh răng. Các bác cứ lên mã cho sản phẩm là kệ kéo đánh răng này, con này có chất lượng và bán rất nhiều này. Nó là dòng sản phẩm thông minh. Đấy, nói chung là nhà nào cũng nên có một bộ như này, dùng rất ok luôn, nhà em cũng đang dùng rồi, dùng quá ok luôn, không có gì phải chê với cái bộ này cả, dùng rất hay và rất là tiện dụng nhá. Đây em sẽ đập hộp cho bác xem một bộ này. Đấy, bộ sản phẩm này sẽ đi kèm với bác là ba cái cốc như này, ba cái cốc này để về là các bác đánh răng. Đấy, đánh mỗi khi đánh răng là các bác lấy nước, bác rót nước này là có cốc đi kèm. Tiếp theo là một cái con kệ này, hàng này của nó sẽ là hàng nguyên hộp nhá, hàng nguyên hộp luôn, rất chất lượng. Đây con kệ chính như này đó, con kệ chính nhá, đây là phần các bác để cốc này đó, con đây đây đấy, có cả ngăn kéo luôn nhá, đầy đủ các phụ kiện giấy tờ đi kèm đó. Đây, ở đây thì quan trọng nhất là hai cái miếng dính này, hai cái miếng dính này để các bác dính vào cái tường đóng hàn nhà mình. Đấy, ví dụ các bác để nhà tắm nó có dính vào là khi mà các bác sử dụng là các bác bóc cái này cho em ra. Đấy, bóc ra, bóc cái lớp màng ra, con này dính cực kỳ chặt luôn nhá, dính siêu chặt luôn. Đấy, dính chặt dã man luôn nhá, đó các bác bóc qua này và các bác dính trực tiếp vào cái phần tường đá thứ nhà mình cho em, rất ok luôn.
Đó đây, con này nó cài đằng sau nhá. Cái con này ưu điểm của nó là các bác về không phải khoan khoan đục, rồi là các bác không phải đục tường trước gì cả, về chỉ cần cào chứ. Đấy, xong bóc cái lớp ra xong rồi cứ thế ấn vào tường là bắt đầu nó dính thôi. Dính cực kỳ chắc, em yên tâm là nhìn vậy thôi nhưng mà dính chất chắc, bảo hành bác luôn. Đấy, dính siêu chắc luôn. Ngoài ra đây tổng quan con sản phẩm chính đây, có ngăn kéo này. Rồi ví dụ như cái chỗ này các bác cắm để đồ này, phần này đây, các bác về rút nắp vào cho em, cho cái kem đánh răng vào đây. Các bác cứ về nếu mà muốn dùng kem đánh răng là các bác cứ ấn vào đây và các bác bóp mồi mồi cho em một chút nó xuống, xong bắt đầu là khi mà lấy kem đánh răng là ấn vào đây là tự động kem sẽ nhả ra rất hay. Đó, và đi kèm sẽ ba cốc. Cái cốc mà có nam châm nha, khi bác để vào đây đấy tự động sẽ hít vào. Tự động hít vào. Đây tự động hít vào. Đấy, nó sẽ không bị rơi. Đấy, nên là nhiều bác thắc mắc bảo ơ cái này sẽ nhìn như kiểu nó bị ngược, cầm như kiểu bị ngược, thực ra nó nhảy không nhá. Thực ra nó sẽ nhảy vì ở đây nó có cái nam châm này. Ở đây nó có miếng nam châm này, khi mà các bác để hai cái vào nhau nó sẽ tự động hút vào. Đấy, nên các bác khi bác đánh xong là các bác để nó úp cốc như này thì cái nước nó sẽ dốc hết xuống, nó khô cốc đi, không bị nước thừa như nào cả. Ngăn kéo ngăn đồ đầy đủ hết luôn. Đấy, để cho bác để đồ cho em rất là sang trọng lịch sự nhá. Đấy, phần này cắm lọ kem răng vào đây và lấy kem răng ấn vào đây, ấn vào đây là tự động sẽ nhả ra. Và đi kèm là cái đây những cái khe này để các bác dắt kem đánh răng nhá, dắt kem đánh răng vào. Đấy, em sẽ đi báo giá nhanh luôn. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là kệ kem đánh răng. Đấy, kệ kem đánh răng này. Báo giá nhanh nhá. Con này nhựa ABS cao cấp nhá, hàng cao cấp luôn đấy, kệ kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng này. Giá sẽ là đi hình như bữa trước em đang bán 250k rồi, 250k hôm nay bên em bán nhanh xả kho bác luôn. Bán nhanh xả kho luôn. Giá sẽ là đi 100 em giảm nhanh cho bác luôn nhá, giảm nhanh luôn này, giảm nhanh bán nhanh luôn nhá, bán nhanh luôn. 180k một chiếc nhá, 180k một chiếc em bán nhanh luôn này, xả kho luôn. 250 giảm nhanh còn 180.000, các bác tranh thủ mua đi. Duy nhất chỉ có trong video hôm nay thôi. Đấy, em giảm giá duy nhất trong video hôm nay. 180.000 một bộ kệ kem đánh răng này. Giá siêu rẻ luôn. Đấy, một dòng sản phẩm cực kỳ thông minh. Về các bác lắp đặt vào dùng cực kỳ tiện nhá. Đây em sẽ quay trực tiếp với sản phẩm nhà em cũng đang dùng đây luôn. Đây các bác nhá, đây nhà em cũng đang dùng thực tế đây. Đấy, đồ đạc này. Đến đây này, kem đánh răng các bác cắm vào cho em này. Con này là thực tế là các bác không cần phải đục khoét cái gì cả, không cần phải khoan tường tí gì về, ví dụ là các bác lau sạch cho em cái phần đá cho các bác cần dính đi. Đấy, xong rồi các bác dính cái miếng vào, các bác đeo này vào xong. Đấy, ngăn kéo ngăn đồ các thứ để đồ thì ok cho em luôn nhá. Đó, rất ok. Còn cái phần cốc này, đấy cái phần cốc là các bác có thể để úp này. Đấy, để tự động nó sẽ nam châm hít vào không còn lo rơi luôn nhá. Đấy, các bác dày thoải mái này, không rơi luôn. Đấy, cực kỳ hút, cực kỳ chặt luôn. Ngoài ra đây, cái phần này các bác để bàn chải răng đây cho em. Đấy, mỗi lần các bác lấy kem này, lấy ra nhá. Các bác ấn vào cho em này, ấn này, các bác ấn mạnh này. Kem nhẹ ra nhá. Đấy, kem nhà ra rất hay. Đó, kem nhà ra rất hay nhá. Đó, cực kỳ ok luôn nhá. Đây, em lấy lại bác xem này. Đó, kem nó tự động nó đùn lên luôn. Đó, kem tự động đùn lên nhá. Rất thông minh luôn, dùng rất hay. Đấy, anh em cũng đang thực tế dùng cái con sản phẩm này rồi. Đấy, không có vì phải xa lạ cả nhá. Đây, tổng quan sản phẩm này. Một cái giá siêu tốt duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay thôi. 180.000 một bộ kệ kem răng nhá. Có nhanh ra hàng này. Đấy, bữa trước em đang bán 250 đấy, nhưng mà duy nhất trong video hôm nay thì em xả kho bán nhanh bác luôn. 180.000 một bộ có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop sẽ tiếp tục về cái lô đó là cái bộ bình 3 cốc nhá. Các bác cứ lên mã cho sản phẩm là bộ bình 3 cốc. Hàng đợt này nó lại tiếp tục về này. Con này thì bên em bán dã man rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và các bác ủng hộ phản hồi rất tốt nhá. Bộ sản phẩm bộ bình 3 cốc nha. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng này nó là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng rất chất luôn, cực kỳ ngon lành xịn sò. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ gồm có cho bác là đây, đợi chút để em quay thực tế nhá. Đó, bộ sản phẩm sẽ gồm có là ba cái cốc này nhá, ba cái cốc như này. Đấy, ba cái cốc như này, đi kèm sẽ là một cái bình như này. Đấy, giữ nhiệt giữ nóng, giữ lạnh nóng giữ lạnh cho em 12 tiếng luôn. Dung tích sẽ là 500ml. Đấy, con sản phẩm bình đây. Con này mà các bác ví dụ các bác đi chơi này, đi đi cắm trại picnic, đi câu cá thứ này. Đấy, có bộ bình này, pha chè anh em ngồi vừa nhâm nhi vừa câu cá rồi là vừa thưởng trà các thứ cho em rất ok luôn nhá. Đấy, bộ ba cốc này. Cốc cũng là cốc inox, hàng hai lớp luôn. Đấy, một lớp nhựa bên ngoài cách nhiệt chống nóng cho em luôn này, rất ok luôn nhá. Đấy, bình các bác để pha trà nước rất ok luôn. Đó, con đây. Con sản phẩm chính đây. Con này thì cái phần nắp là các bác có thể tháo được. Đó, tháo được nhá để các bác pha trà. Còn nếu các bác muốn rót ấy, các bác muốn rót nhanh các bác ấn vào trong, ấn vào đây. Đấy là nó sẽ hở ra này. Các bác rót nước này, rót xong là các bác lại ấn vào cái tự động nó sẽ bịt kín vào. Các bác có thể là dốc ngược, dốc xuôi, nước không ra nữa nhá. Nước không ra được vì cái nắp này cực kỳ kín nhá. Đấy, nắp cực kỳ kín luôn. Cốc cũng rất là dày. Đấy, cốc cách nhiệt giữ nhiệt cho em luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ của bác luôn nhá. Đây, bộ sản phẩm bộ bình 3 cốc nha.
một bình và ba chiếc cốc dung tích 500ml, giữ nóng giữ lạnh cho em luôn. Báo giá nhanh luôn nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là bộ bình ba cốc. Giá của nó thì sẽ là đi 150k. Hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh xả kho luôn. Bộ bình ba cốc này. Bộ bình ba cốc. Giá của nó bán nhanh luôn nhá, 150k thì em giảm nhanh cho bác luôn. 100k bộ. 100.000 một bộ bình ba cốc này. Đấy, báo ra nhanh luôn nhá, 100.000 bộ bình ba cốc, hàng rất đẹp nha. Đó. Sản phẩm lọ sáp thơm, hàng bên shop lại tiếp tục về để gửi đến các bác này. Đấy, sản phẩm lọ sáp thơm nhá. Con này thì dùng rất hay. Đó, nó là dòng sáp thơm. Các bác muốn thơm phòng, thơm nhà, ví dụ như là chỗ nào các bác cần thơm là các bác để vào cho em. Đó, dùng cực kỳ hay luôn. Đây. Các bác đợi chút để em cho bác xem. Đó đây. Giá thì em bán nhanh bác luôn. Các bác lên mã cho em là lọ sáp thơm nhá, lọ sáp thơm. Giá của nó thì sẽ là đi 30k một lọ nhá, 30k một lọ này. Đấy, 30.000 một lọ sáp thơm nha. Con này thì về dùng rất dễ, các bác bóc ra. Đấy, về các bác bóc cái lớp màng ra này, lớp màng này, bóc ra và các bác lại đậy cái nắp này vào cho em. Đấy, nhìn nó hình hoa lá cành này, các bác để vào, tự động cái mùi thơm sẽ bốc vào nhá. Đây. Em đang ngồi gần đây mà mùi thơm phức luôn nhá. Đó đây. Dạng của nó thì sẽ là dạng sáp này, các bác nhìn này. Đấy, dạng sáp này. Đấy thì về các bác bóc những cái bóc những cái gì ra? Đấy, bóc những cái giấy bóng ra xong rồi bắt đầu là các bác lại đậy cho em cái nắp này vào. Đậy cái nắp này vào. Đấy, cái này thì các bác không biết ai biết là mùi thơm từ đâu luôn á, mùi thơm từ cái lọ này. Đấy, rất thơm luôn. Bác nào mà ví dụ muốn thơm phòng, thơm nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm rồi là phòng ngủ rồi là phòng khách, các chỗ nào cần thơm là các bác cứ để vào cho em. Đấy, để vào cho em. Giá rất hạt rẻ luôn. Giá chỉ có 30k một lọ thôi. Các bác lên mã cho là lọ sáp thơm. Giá của nó sẽ là 30k một lọ coi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về, đó là cái dòng sản phẩm cưa cam nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cưa cam. Em báo giá nhanh luôn. Giá sẽ là 80.000 một chiếc nhá. 80k một chiếc cưa cam này, hàng cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, cực kỳ sắc bén luôn nhá. Đó. Con này lưỡi của nó dài là sẽ là 27cm. Đấy, lưỡi dài 27cm. Hàng made in Japan cho em luôn, rất chất lượng này. Đó đây. Made in Japan nhá. Đấy, quá sắc bén luôn. Đây. Lưỡi này. Thép sẽ là thép SK5 nhá. Cưa cực kỳ ngọt luôn, tay cầm nhựa, ốp cao su chống trượt. Đấy các bác, cưa cực kỳ ngọt, cưa rất là dễ cưa mà rất là ngọt nhá. Sản phẩm này em cũng đã test thử ngon lành rồi. Lưỡi dài 27cm mà một cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, giá chỉ có 80k thôi thôi nhá. 80.000 một chiếc cưa cam nhá. Các bác cứ lên mã sản phẩm là cưa cam. Đấy, cưa cam. Cưa cam này. Cưa cam này, giá sẽ là 80.000 một chiếc cưa cam nhá. Đấy, 80.000 một chiếc cưa cam, cưa cực kỳ ngọt luôn. Phần lưỡi dài sẽ là 27mm nhá. Đấy, 27cm, 270mm, 27cm nhá. Đó, hàng của Nhật, rất chất lượng luôn. Đó, hàng made in Japan. Quá chất luôn nhá, con này dùng rất ngon, cắt cực kỳ ngọt. Đấy. Bác nào cảnh giả các thứ giờ các bác cưa cây cưa kiếc cho em rất ok nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về, đó là cái dòng sản phẩm, đó là cái chóa đèn. Đấy, chóa đèn cũng như là cái dây đi, cái dây lẻ này. Đấy, dây lẻ này rồi là dây chóa đèn này, đầy đủ luôn. Đợt này thì nó về cái lô này là dây 20m nhá. Dòng sản phẩm này thì dây này của nó sẽ là dây của Hàn Quốc. Đấy, em sẽ đi với cái dây trước nhá, dây trước này. Đó, các bác cứ lên mã cho sản phẩm cái dây này của nó sẽ là dây điện cam này, dây điện cam nhá, dây điện cam. À, giá thì cái con này kích thước của nó dài sẽ là 10m nhá, 10m này. Dây sẽ là dây 0.75. Đấy, 0.75. Giá em bán nhanh bác luôn, 150.000 một dây nhá. Đấy, 150.000 một dây. Dây này thì đây em sẽ quay trực tiếp cho bác xem này. Dây thì là dây 0.75, dây hai lõi nhá, coi nhá, dây hai lõi. Đó, dây hai lõi này. Về ví dụ như các bác đấu ổ vào đây hoặc là các đấu thiết bị cũng được, rất ok nhá. Dây là dây 0.75, dây đồng ok luôn nhá. Đấy, dây đồng luôn này. Đấy, vỏ cực kỳ dày luôn. Đấy, dây này cực kỳ dày. Mà dòng này rất là mềm nhá. Dây nó rất là mềm. Đấy, nó không như những cái dòng mà dây các bác mua thị trường ngoài mình, ngoài trường nhà mình ấy. Dây nó rất là cứng, nhưng dòng này dây cực kỳ mềm luôn. Đi kèm thì cái phần đầu này nó sẽ tích hợp luôn sẵn, sẽ là một cái công tắc, à một cái ổ, à một cái phích cắm nha. Đúc liền luôn, một cái phích cắm đúc liền với dây luôn. Còn cái phần đầu nguồn này thì nó đã bấm cốt sẵn rồi. Về ví dụ các bác có thể đấu những cái thiết bị nguồn đây, hoặc là có thể là các bác đấu các thiết bị ổ cắm rồi là thiết bị điện rồi là máy móc các thứ vào. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Đấy, tùy nhu cầu về các bác mua về chế cháo nhá. Dây sẽ là dây 0.75, dây của Hàn Quốc nhá. Đây, dây 0.75 đây. Đó, dây của Hàn Quốc rất chất lượng luôn, cực kỳ ngon lành cái đà.
giá siêu tốt của bác luôn, sẽ là 150.000 cho một cái dây điện cam 10 m như này. Các bác lên mã xem là dây điện cam 10 m, giá sẽ là 150.000 một dây nhá. Đấy, 150.000 một dây. Ngoài ra thì cái dòng dây nó tích hợp có chóa bóng đèn này. Đấy, có chóa bóng đèn nhá. Đợt này thì nó về cái lô này là cái lô cỡ của nó sẽ là 20 m nhá. Em về cái dòng này của nó là 20 m. Đấy, sẽ gồm có là một dây này. Đấy, một dây nguồn nhá. Đi liền luôn là sẽ là một chóa bóng nha, một chóa bóng đèn. Dòng này của Hàn Quốc nhá, của Hàn Quốc mà. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng của Hàn Quốc. Ở cái phần đầu này nó cũng có đầu phích cắm nguồn luôn nha các bác nhá. Đầu phích cắm nguồn luôn. Và đây là cái sản phẩm chóa này. Chóa này là chóa đuôi xoáy nhá, nghĩa là các bác xoáy bóng điện các thứ vào đây ok luôn. Đấy, rồi là về các bác sử dụng. Đấy, đi kèm thì có phần nắp bảo vệ này, chống va đập chống vỡ bóng đèn này, rồi là phần móc đeo. Móc đeo trên luôn nhá, móc đeo trên này. Rồi là cả móc đeo dưới luôn này. Ngoài ra thì con này sẽ tích hợp cho các bác là công tắc ở đây luôn. Đấy, rất ok luôn nhá, tích hợp cả công tắc bật tắt luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Có cả công tắc bật tắt, quá ok luôn. Đấy, quả công tắc này bật tắt rất là dị này. Nói chung là hàng nước ngoài đôi khi là người ta thiết kế nhiều cái nó rất là dị. Đó. Tổng quan bộ sản phẩm nha. Đấy, sẽ gồm có là một dây 20 m này, một dây 20 m này, một chóa đèn đi kèm. Đấy, và có tích hợp cả công tắc bật tắt đây nữa. Giá thì bên em bán nhanh bác luôn. Các bác lên mã cho em là cái dây chóa bóng 20 m nhá. Dây chóa bóng. Dây chóa bóng 20 m. Đấy, hoặc là chóa 20 m đều được. Đây. Chóa 20 m này, con này của hàng của Hàn Quốc nhá. Chóa 20 m. Báo giá nhanh bác luôn. Giá sẽ là 300.000 một bộ này các nhá. 300k một bộ như này. Bên em bao ship tận nhà luôn. Đấy. 300.000 một bộ dây 20 m như này, dây chóa 20 m nhá, chóa 20 m, giá 300 bao ship tận nhà. Đấy, con này thì phù hợp cho bác hay đi làm công trình hoặc là bác nào mà hay làm sự kiện tổ chức ngoài trời đấy thì có thể dùng nha. Nó rất là di động, mang đi mang lại rất tiện dụng nhá, có cả phần móc treo đáp ứng đủ nhu cầu luôn, mà dây lại rất là dài, dây 20 m. Nếu mà các bác mua một cái sợi kia của nó đã 150 rồi, nhưng mà con này nó thêm cả một cái chóa đèn vào nữa đấy, xong lại còn được thêm là 10 m nữa, mà giá của nó thì cũng chỉ có 300 thôi, tính ra thì được rất là hời nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Các bác lấy loại nào được. Loại chóa 2 m này thì có kèm cả chóa thì là 300 này. Còn loại dây lẻ này, dây rời nhá. Về các bác đấu nguồn thiết bị vào thì giá sẽ là 150k, con này 10 m nhá. Dây toàn bộ dây sẽ đều là dây 0.75 nhá. Hàng Hàn Quốc rất xịn sò ngon lành luôn. Đợt này thì bên shop cũng về rất là nhiều cái dòng bóng đèn để phục vụ các bác này. Đấy thì bác có nhu cầu thì có thể là tham khảo một số cái mã bóng đèn như này. Ở đây bên em về cái mã là 40 W này. 40 W nhá. 40 này. Đó, rồi là 30 này, 30. Và có cả 20 đấy các bác ơi, 20 này. Em sẽ đi vào báo giá từng loại một luôn nhá. Đi vào báo giá từng loại một luôn. Báo giá nhanh luôn nhá, báo giá nhanh thôi. Đấy, để cho bác xem nhanh. Con 40 này hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 75k một quả này, 75k. Con 30 thì giá sẽ là 60 này, 60k một quả này. Và cái con 20 này thì giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k. Toàn bộ dòng này thì nó sử dụng cái chip LED siêu sáng và cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Đấy, dạng này là dạng bóng LED nhá. Đuôi thì toàn bộ đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy. Đấy, đuôi xoáy phổ thông rồi. Về các bác lắp đặt những đuôi nhà mình ok. Đấy, tuổi thọ thì cực kỳ cao luôn. Dòng này thì tuổi thọ rất cao nhá. Đấy, tuổi thọ của nó lên đến là đi 30.000 giờ cho em nhá. Đấy, 30.000 giờ cho em này. Đấy, tuổi thọ 30.000 giờ. Và chống nước mưa này, chống bụi và chống côn trùng. Đấy, cực kỳ bền bỉ và ngon lành luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, mà một cái giá, mức giá rất hợp lý luôn. Các bác ra ngoài cửa hàng này không bao giờ có những cái giá này đâu. Đấy, chỉ có bên nhà em bán chạy số lượng này mà có những cái giá như này thôi. Đấy, hàng cực kỳ ngon lành nhá. Đấy, đây. 20W là 45k này. Ngoài ra thì có 30W 60k và 40W giá sẽ là 75k nhá. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô đu đèn cảm biến chuyển động. Bác nào mà dùng con này thì chắc là biết rồi, em cũng giới thiệu nhanh thôi. Dòng sản phẩm đu đèn cảm biến chuyển động nhá. Con này thì dùng rất là dễ. Các bác có thể ví dụ lắp ở phần cầu thang, rồi là ví dụ như là cổng giá đường đi lối lại cho em, rất ok. Đấy, thì ví dụ có người chuyển động hoặc là vật thể chuyển động qua cái mắt cảm biến của nó này thì cái đèn nó sẽ tự động kích hoạt, nó sẽ sáng đèn nhá. Đấy, đuôi thì là đuôi xoáy thôi. Đấy, đuôi là đuôi xoáy này, còn đây là phần dây nguồn vào đi kèm có ấu vít viết các thứ về góc bắt thôi. Đó, đây đuôi xoáy luôn nhá, dùng rất dễ luôn. Đấy, về lắp đặt tường xoáy vào có nhá, xoáy vào là cứ thế là nó tự động là nó sáng khi có người qua và tự động tắt khi không có ai qua. Đó, ở đây sẽ có là chỉnh các chế độ thời gian sáng 16 giây này,
rồi là 300 giây, rồi là 32 giây đầy đủ về tùy nhu cầu. Các bác muốn sáng lâu thì để đẩy lên sáng lâu, sáng ít thì đẩy xuống. Đó, rồi là chỉnh chế độ ban ngày, rồi là ban đêm, rồi là cả ngày. Đầy đủ bộ sản phẩm nha. Giá siêu tốt của bác luôn. Các bác lên mã cho sản phẩm nó đuôi đèn cảm biến nhá. Đuôi đèn cảm biến chuyển động. Đấy, đuôi đèn cảm biến chuyển động. Nghĩa là nó cứ chuyển có người hoặc là vật thể chuyển động qua cái mắt cảm biến này thì đèn nó sẽ tự sáng lên nhá. Các bác lắp ở cổng cũng rất là phù hợp, nhiều khi là các bác lắp để chống trộm cũng rất ok. Đấy, giá bán nhanh bác luôn. Đấy, giá của nó thì sẽ là 60k nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm nó đuôi đèn cảm biến, giá sẽ là 60.000 một chiếc nhá, bao giá thị trường luôn, không bán rẻ nhà tí hiền luôn nhá. Giá là 60k thôi. Đuôi sẽ là đuôi IA27 nhá, đuôi cực kỳ phổ thông. Sản phẩm chiếu điều hòa thì hàng bên nhà shop em vẫn còn để tiếp tục phục vụ các bác này. Khi mà các bác mua chiếu thì sẽ được tặng kèm luôn là hai cái vỏ gối này. Đấy, hai vỏ gối để phục vụ các bác nhá. Dòng sản phẩm chiếu mây nằm cực kỳ mát luôn. Đấy, tặng kèm có sẽ có là hai vỏ gối và chiếc chiếu như này. Đấy, chiếu là chiếu mây nằm cực kỳ thoáng mát luôn. Các bác nằm mùa hè mùa đông ok cho em luôn nhé. Dòng này của nó sẽ là dòng hai mặt. Đấy, một mặt mùa đông, một mặt mùa hè. Đấy, ví dụ như mùa hè đang nóng như này thì bác có thể nằm cái nằm mây cho em. Đấy, nằm cực kỳ thích luôn nhé. Dòng sản phẩm chiếu của Muji của Nhật nhé, dùng rất chất luôn. Tặng kèm cho các bác luôn là cái hai cái vỏ gối nha. Đấy, về là các bác lồng vào nhìn nó sẽ đồng bộ, hàng rất đẹp. Đấy, và giá cực kỳ tốt luôn. Các bác lên mã cho sản phẩm là chiếu điều hòa, em còn có mấy chiếc em cũng thanh lý xả nốt bác luôn. Chiếu điều hòa này, chiếu điều hòa nhá. À, bây giờ kích thước của nó thì còn mét 8 nhá. 1,8 mét này nhân 2 mét này. Báo giá nhanh luôn, bữa trước đang bán 550k, hôm nay bên em bán nhanh xả kho luôn. 450k một chiếc nhá. 450k một chiếc, bên em bao ship luôn. Đấy, 450.000 một chiếc chiếu nhá. Bao ship tận nhà luôn nhá. Đó, kích thước sẽ là 1m8 x 2m nhá. Đấy, 1m8 x 2m. Giá siêu tốt luôn, 450.000 một chiếc chiếu điều hòa nhá. Đấy, em quay nhanh bán nhanh các bác nhá. Hàng của Muji rất chất lượng luôn. Đây. Đó, tem mác đầy đủ ngon lành luôn các bác nhá. Vừa nãy em quên giới thiệu cái lô bóng đèn mà em quên không giới thiệu cái con quả bóng nhỏ bên em. Đấy, thì bên em còn cái lô bóng nhỏ nữa là cái bóng nhỏ nhất này, cái cỡ của nó sẽ là 3W này. Đấy, dòng sản phẩm bóng siêu nhỏ luôn. Đấy, công suất rất là nhỏ. Đấy, về các bác có thể ví dụ là các bác lắp ở cổng, lắp qua đêm, lắp chống trộm các thứ à, hoặc là làm đèn ngủ cũng ok luôn. Đấy, công suất của nó rất là nhỏ thôi, chỉ có 3W. Con này ánh sáng màu trắng nhá, báo giá nhanh với bác luôn. Giá của nó sẽ là 10k một quả nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là bóng 3W. Bóng 3W này, giá sẽ là 10k một quả bóng 3W nhá. Sản phẩm dây cô bình hàng của Campuchia, con này công suất của nó là 1000 ampere. Đó, con này thì kích thước của nó thì dài sẽ là 3 mét này. Đấy, hàng thì đầy đủ hai màu, sẽ có là màu đen màu đỏ. Dây này sẽ là dây đồng nhá, dây cực kỳ to luôn. Đấy, dây rất to, dùng rất ok. Phần cạp này cực kỳ to luôn này. Đó, cạp này các bác cạp phát nào ăn phát đấy luôn. Đấy, dây dây đồng luôn nhá. Đấy, dây đồng trắng choang luôn này, có nhiều chưa. Đó, quá chất lượng luôn. Giá thì em bán nhanh bác luôn. Các bác lên mã sản là cái dây câu bình. Đấy, dây câu bình giá thì sẽ là 230.000 một bộ nhá. Đấy, dây câu bình 230k. Đấy, bên em bao ship tận nhà luôn nhá. 230.000 một dây câu bình như này, bao ship tận nhà. Đó, hàng của Kabushi Japan. Con này công suất sẽ là 1000 ampere nhá. Rất rất ok luôn. Đấy, bác nào mà hay có ô tô hoặc là bác câu bình ngừng ô tô thứ gì đấy thì cũng có thể nên sắm con này. 230.000 một bộ dây câu bình thôi nhá, bao ship luôn. Sản phẩm kìm xanh để cho bác cắt chân linh kiện này. Đấy, rồi là các bác có thể là cắt dây thép hoặc là thậm chí là các bác có thể mua về cắt móng tay móng chân. Đấy, cắt da chết các kiểu em luôn. Nói chung là các bác thích cắt thì các bác cắt cực kỳ sắc bén nhá, rất ngọt ngào. Đấy, con này nó nhỏ gọn này thôi. Đấy, chuyên để bác cắt chân linh kiện nhưng mà có thể ứng dụng cho nhiều việc khác được. Em báo giá nhanh bác luôn. Các bác lên mã sản phẩm là kìm cắt chân linh kiện hoặc là kìm xanh. Các bác cứ lên mã sản phẩm là kìm xanh cho nó ngắn gọn đi. Giá của nó thì sẽ là 30k nhá. Siêu sắc bén luôn, cắt rất ngọt như các bác nhìn cái lưỡi này. Đấy, cắt ngọt lắm, cắt thích lắm. 30.000 một chiếc nhá. Rồi lên luôn cho bác là cái bộ ví nâu. Các bác lên mã sản phẩm là bộ ví nâu. Đấy, bộ sản phẩm đi đầy đủ các chi tiết đi kèm. Đó, đầy đủ các chi tiết đi kèm. Bấm tay, móng chân này, rồi là lấy da chết nặn mụn, rồi là zip giếc mài giũa móng tay móng chân nha. Đấy, bộ sản phẩm nha. Về đây, bác sử dụng gia đình em, đàn ông đàn bà dùng được hết luôn. Đấy, thi thoảng mình có cắt móng tay móng chân. Đấy, có bộ này sẵn sàng ở đây luôn. Giá siêu tốt luôn nhá. Các bác lên mã sản phẩm là bộ ví nâu. Đấy, nó màu nâu này, hoa văn rất đẹp nha, đựng trong một cái bộ ví đẹp nha. Giá của nó thì sẽ là đi giá sẽ là 60k bộ nhá, ví nâu này.
ví nâu 60k một bộ ví nâu nhá, 60.000 một bộ ví nâu, giá siêu rẻ bác luôn nhá. Đấy, giá siêu tốt luôn, 60.000 bộ nha. Sản phẩm kẹp gắp này, sản phẩm kẹp gắp thức ăn nhá, kẹp gắp thức ăn. Đấy, nhà bác nào mà ví dụ như là hay ăn nướng, hay ăn đồ nướng thứ nào thì chắc là cái con này thì không có xa lạ gì rồi. Hoặc là các bác sử dụng, nhiều khi là các bác dùng này. Đấy, ví dụ con mình có rán thịt, rán đậu rồi các bác sử dụng rán cá, rán mú ra. Đấy, ví dụ như là cái miếng cá mà nó to như này chẳng hạn này. Đấy, mà bây giờ là các bác dùng cái đũa nó rất là khó hất, rất là khó lật lên, thì các bác có thể kẹp như này, lật lên cho em. Đấy, hoặc là các bác dùng để nướng thịt, nướng thiếc cho em rất ok luôn. Đây, cầm cái lật lên rất là nhẹ nhàng, tình cảm nhá. Đấy, nó chức năng của nó thì nó kẹp vào, kẹp vào để nó lật lên như này. Chất liệu sẽ là inox 34 nhá, hàng rất dày dẫn luôn. Đấy, nguyên lý động thì nó cứ kẹp vào để các bác lật lên, kẹp vào các bác lật lên rất tiện dụng luôn. Đấy, rất là dễ dùng thôi, mà giá thành rất hợp lý. Các bác lên mã sản phẩm mà kẹp gấp, đấy, kẹp gấp nhá. Giá của nó thì sẽ là 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc kẹp gấp nha. Dòng sản phẩm chai xịt chống thấm này, đấy, chai xịt chống thấm, giá của nó em báo giá nhanh luôn, giá sẽ là 50k một lọ, một chai này sẽ là 450ml. Dòng này của nó là dòng xịt nhá, dòng xịt chống thấm, trước khi dùng là các bác nhớ lắc đều nha, lắc đều lên, đấy, lắc đều lên. Đấy, bây giờ bác nghe đấy, nó cạch 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 này, đấy là bắt đầu nó đều đấy. Đấy thì các thế là các bác lôi ra các bác xịt thôi. Đấy, xịt vào những chỗ nào các bác cần xịt, xịt chống thấm các thứ nha. Đấy, giá thành cũng rất là hợp lý thôi, chỉ có 50k một lọ xịt chống thấm nhá. Đấy, em quay nhanh cho các bác nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái bộ sạc pin tiểu này. Đấy, bộ sản phẩm sạc pin tiểu, giá của nó sẽ là 80.000 một bộ nha. Đi kèm thì sẽ gồm có một đốc sạc và một pin đi kèm. Pin này là pin sạc nhá, lưu ý các bác là pin sạc, hết pin là các bác lại lôi ra các bác sạc như ở pin điện thoại, hết pin lại lôi ra sạc. Pin này là pin 700 mAh. Đấy, và công suất sẽ là 1.2V. Pin này là pin hai con A, hai chữ A nhá, pin AA. Đấy, pin các bác lắp vào đồng hồ này, rồi là mic karaoke các thứ vào cho em. Đấy, hết pin lại lôi ra lại sạc các nhá, dùng rất hay luôn, rất tiết kiệm chi phí, mà giá chỉ có 80k một bộ sạc pin tiểu nhá, 80.000 một bộ sạc pin tiểu nha. Tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái lọ xịt bếp này. Đấy, con này thì dùng rất là dễ, các bác cũng lắc đều lên, và trước khi dùng là các bác lắc đều, các bác xịt cho em, xịt những chỗ nào mà nhiều dầu mỡ ra, nó đánh tan cái cấu trúc của dầu mỡ đi. Đấy, khi mà các bác dọn vệ sinh cái khu vực bếp nó rất là dễ dọn nhá. Đấy, dọn nó rất là dễ, không bị nhầy nhụa nữa. Giá chỉ 50k một chai này sẽ là 500ml. Con này mùi hương cam nhá, cực kỳ thơm luôn, không những là các bác là tẩy sạch bếp nhà mình còn tạo mùi thơm cực kỳ thơm luôn nhá, thơm dã man luôn. Dạng này của nó sẽ là dạng bọt nhá, dạng bọt này. Đấy, dạng bọt nha. Đấy, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Các bác lên mã cho em là lọ xịt bếp, lọ xịt bếp, giá sẽ là 50k một lọ xịt bếp nha. Đấy, 50.000 lọ xịt bếp nhá. Rồi qua một số mã thử tiếp theo. Cưa gấp đen trắng nhá, cưa gấp đen trắng, giá của nó thì sẽ là 70.000 một chiếc. Con này nó là dòng cưa lưỡi kép, cưa cực kỳ ngọt luôn. Hàng cũng của Made in Japan. Lưỡi này là lưỡi dài 30cm. Đó, dòng này dòng cưa lưỡi kép nhá, cưa rất ngọt ngào. Đi kèm là tay cầm này, tay cầm dài khoảng tầm 30cm, cầm cực kỳ là có lực, có thế luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 70k. Đấy, 70k một chiếc, cưa gấp đen trắng nhá. Dùng xong rồi các bác gấp gọn vào mang đi mang lại rất tiện dụng luôn. Giá sẽ là 70k một chiếc này. Thước tự hãm bên nhà shop, bên shop nhà em lại tiếp tục về này. Thước tự hãm bên em có các cỡ khác nhau, 5m này, 7m rưỡi, 10m này. 5m sẽ là 50k, 7m rưỡi 60, 10m 70. Đây em giới thiệu qua về chức năng tự hãm của nó. Con này rất là hay, khi mà các bác rút ra, rút ra đâu nó sẽ hãm lại đấy nhá. Rút ra đến đâu sẽ hãm lại đấy cho em. Còn nếu các bác muốn cho vào, bấm vào đây, bấm, các bác bấm từ từ, cho vào từ từ cũng được. Nghĩa là các bác bấm giữ giữ lì thì nó sẽ vào nhiều, giữ ít thì vào ít nhá, giữ nhiều vào nhiều, giữ ít vào ít. Còn khi bác rút ra nó sẽ hãm vào, dùng rất ok cho em luôn. Đấy, cực kỳ tiện, các bác không cần phải trước là các bác những cái thức truyền thống là các bác phải tì tay, giữ tay vào nha. Đấy, giữ tay nha để không nó bị trôi vào, nhưng con này là các bác cứ rút ra thoải mái ra, không là nữa nó vào luôn. Cực kỳ là hay nhá. Đấy, dùng rất thông minh. Nói chung là các bác cứ dùng dòng này cho em thì các bác yên tâm là các bác dùng những dòng khác là không quen đâu, dùng dòng này nó quen rồi, rất là tiện. Đấy, đây, hàng của Japan nhá. Giá 5m thì giá sẽ là 50k, 7m rưỡi 60 và 10m 70k nhá. Đầy đủ các loại để phục vụ các bác luôn. Sản phẩm hộp màu trẻ em, hàng hộp màu con vịt này, báo giá nhanh với bác luôn. Giá thì sẽ là đi 150k một hộp màu con vịt này các bác nhá. 150k một hộp con vịt. Con này thì bộ sản phẩm thì đầy đủ các thứ đi kèm luôn. Đấy, về đó bác cho con cho cháu cho mình tặng quà tặng kiếc này, rồi là thưởng cho các cháu cho mình học tập các thứ, rồi hoặc cho cháu cho mình tránh xa điện thoại tivi,
thỏa sức sáng tạo này sẽ gồm có là đầu bút chì này, các đầu màu sáp này, rồi là có phần tranh nước này, rồi là cả bút màu nước này. Đấy, đầy đủ thước kẻ bút chì, tẩy gọt bút chì, keo kiếc đầy đủ đây. Full combo bộ sản phẩm đẹp như này, đầy đủ như này. Giá chỉ có 150k. Đấy, các bác tội gì mà mua những cái món đồ đồ chơi thứ gì, nhiều khi là các cháu nhà mình dùng khoảng tầm một hai lần hỏng bố thôi, nhưng cái bộ này dùng các bác yên tâm là về các cháu nhà mình. Đấy, vừa tập thói quen tô vẽ, rồi là vẽ vời, học tập, rồi vừa học thói quen là sắp xếp những cái đồ vật này vào nó đúng vào vị trí này. Đấy, khi mà học xong là đúng vào vị trí, sắp xếp vào và lại cất vào, đóng vào này. Đấy, sách cất đi, hoặc là lúc nào đi học các bác sách mang đi. Đấy, các cháu mình sách mang đi. Hàng thương hiệu Wooddoc nhá, một trong thương hiệu về đồ gia dụng, đồ trẻ em rất nổi tiếng rồi. Đấy, sách đi nhá, như vali như xếp luôn. Đấy, giá thì hộp màu vịt này giá sẽ là 150k một nhá, 150.000 một màu vịt nha. Bộ chuyển đổi khoan thành cưa này, đấy bộ chuyển đổi khoan thành cưa nhá, hàng rất chất lượng luôn, giá thì cũng siêu tốt luôn nhá, 140k nhá, 140k một bộ chuyển đổi khoan thành cưa này. Sẽ gồm có là một đầu khoan đi kèm, sẽ có là ba lưỡi đi kèm, tổng là sẽ có một đầu khoan và ba lưỡi đi kèm, giá sẽ là 140k một bộ chuyển khoan thành cưa nhá. Đấy, máy cạo râu 4D này, máy cạo râu 4D cạo cực kỳ ngọt, sắc bén, ngon lành luôn. Đấy, và con này bên em bán cũng rất nhiều, mã của nó sẽ là máy cạo râu 4D nhá, em báo giá nhanh luôn, các bác lên mã cho là cạo râu 4D, giá sẽ là 170.000 một chiếc nhá, 170k một chiếc máy cạo râu 4D nha. Sản phẩm cân tiểu ly này, giá thì đang được giảm giá nhanh thôi nhá, bán nhanh bác luôn, 80.000 một chiếc cân tiểu ly nhá. Rồi ngoài ra thì có cái dòng sản phẩm đèn đội đầu cảm biến đấy, bác nào mà xem kỹ cái này là biết rồi này. Đấy, giá thì cũng chỉ có 150k thôi. Lần này rất là nhiều sản phẩm giảm giá rất tốt luôn nhá. Sản phẩm túi đeo hông, đấy túi đeo hông, các bác đưa lên mã cho sản phẩm là túi thể thao nhá, túi thể thao này, túi thể thao giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. Đấy, con này mà bác nào hay chơi thể thao đấy, rồi bác nào hay tập luyện tập thể dục thì có thể tham khảo sản phẩm này, dùng rất hay luôn. Đấy, hoặc là thậm chí các bác có thể mua về để các bác có thể là đi làm, các bác đựng đồ đĩa vào đây cho em rất ok. Đấy, con này dùng rất hay đây, giá rất hợp lý thôi. Đấy, các đeo vào hông của nhà mình này. Đấy, con này nó có phần đóng mở nhanh. Đấy, đóng này, mở này, rất một thao tác rất nhỏ thôi. Dạng này dạng thun nhá, khi mà có đeo vào các bác, ví dụ các bác chạy thể dục các thứ cho em không lo rơi vãi đi thì các bác để ví dụ như là chìa khóa, điện thoại, rồi tiền nong các thứ vào đây. Còn ngoài ra thì bên này nó có phần là dắt chai nước này. Đấy, khi bác sử dụng là các bác có chỗ này các bác lắt đây, dắt xem cái chai nước này, xem. Dắt cái chai nước vào đây này. Đấy, dắt cái chai nước này vào. Đấy, dắt cái chai nước này vào cho em, dùng rất ok luôn nhá. Đấy, dắt chai nước vào đây. Đó, dùng quá tuyệt vời luôn này. Giá siêu tốt luôn nhá. Giá chỉ có 40.000 một chiếc thôi. Đấy, về các bác hay đi tập thể dục thể thao là hay tham khảo sản phẩm cho em, dùng rất hay luôn. 40.000 một chiếc nhá. Các bác lên mã sản phẩm là túi thể thao. Túi thể thao này. Giá sẽ là 40k một chiếc túi thể thao nhá. Đấy, 40.000 chiếc túi thể thao. Ngoài ra thì em còn mấy bình chữa cháy mini này, em bán nhanh bác luôn, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80k một chiếc bình chữa cháy mini. Đấy, con này mini nhá, mini dung tích một chai này của nó sẽ là 550 ml. Ví dụ như các bác đi ô tô hoặc là các bác để trên phòng nhà mình, rồi là trên nhà nhà mình, đấy mỗi chỗ một chai chẳng hạn, thi thoảng mỗi chỗ một chai, ví dụ như là có việc cấp bách có may xảy ra thì mình có những cái chai mình phòng chống. Đấy, nó giảm tối thiểu những cái thiệt hại nó gây ra rồi nhá. Đấy, 80.000 một chai xịt bình xịt chữa cháy mini nha. Đó. Hôm qua thì rất là nhiều bác thắc mắc. Bữa trước em quay nhiều bác thắc mắc bảo là cái mới vít này em đợt này bán kiểu khác. Đúng rồi, em bán kiểu khác quá. Đợt này bên em sẽ bán theo dạng là mớ 7 cây nhá. Một mớ của nó sẽ là 7 cây. Vì nhiều bác bảo là bán như kia nó nhiều quá, nhà tôi khó mua vì tôi không dùng không hết. Đấy thì thôi thì em cũng chiều bác luôn là em sẽ bán theo một mớ 7 cây như này. Đấy, một mớ 7 cây như này này. Các bác nhìn này, mớ vít này sẽ là mớ vít 7 cây như trên hình các bác đang xem nhá. Đúng trên video các bác xem. Đấy. Thì sẽ là 7 cây, 1 2 3 4 5 6 7 8 cây luôn này. Đấy, như mớ này là 8 cây luôn này. Tùy thôi nhá, nó sẽ có mớ 7, mớ 8 nhưng mà bên em sẽ là lựa chọn cho bác đều nhất có thể. Đấy, ví dụ như mớ này. Giá của nó thì cũng siêu tốt luôn. Các bác lên mã cho là cái con sản phẩm làm cái mớ vít 7 cây. Em bán nhanh bác luôn, giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, giá riêng giá 85k mớ vít 7 cây này. 85k. Giá này thì các bác quá là dễ mua được ạ, quá dễ mua luôn.
Đấy, vì giá của nó rất là hợp lý rồi. Bữa trước thì em đang bán cái mớ như của nó là 120, 130, thì đôi khi là các bác khó mua, các bác bảo là tôi dùng ít thôi. Thì bây giờ này em sẽ tách làm đôi. Đấy thì đây, nó rơi vào khoảng tầm 7 cây như này. Giá của nó sẽ là 85k nhá. Bên em sẽ pha các bác là ba ke, có dẹt, có đầy đủ, rồi là cây ngắn, cây dài lẫn lộn như này. Đó. Hàng thì nó sẽ không phải không giống như này đâu các nhá. Hàng đôi khi nó sẽ khác nhau. Đấy, đây ví dụ có một cái bộ như này này này. Đấy thì nó sẽ khác nhau. Về hình dáng kích thước thì đôi khi nó sẽ khác nhau. Không có bộ nào giống một bộ nào được cả. Đấy, đây. Còn ví dụ như bộ này này, nó sẽ khác nhau này. Bên em sẽ chia sẵn như này. Đó, đây ví dụ như bộ này 7 cây này. Đấy, giá chỉ có 85k nhá. Bác lên mã cho cái bộ vít mỡ 7 cây. Giá sẽ là 85k một bộ nhá. Đây. Đấy, ví dụ như bộ này này. Đó thì cũng là 7 cây này. 85k này con này. Đấy. Nói chung là nó cứ tựa tựa như nhau. Tựa tựa đại diện như cái mớ này em đang quay cho bác xem đây. Đó đây. 85k nhá, 85k. Bộ vít mỡ 7 cây nhá. Đấy, bán nhanh luôn. Bộ này thì các bác rất là dễ mua rồi. Đấy, rất là dễ mua. Tính ra thì các bác mua thì chắc chỉ vào hơn 10.000 một cây đúng không nhá. Quá rẻ luôn. Bộ lục giác nhá. Đấy, bộ lục giác này, bộ lục giác thì bên em về cái lô đó là bộ lục giác và bộ hoa thị. Đấy, bộ lục giác và bộ hoa thị này đây. Bộ đây là bộ hoa thị này, nhiều bác hỏi lắm này. Đấy, bộ này bộ hoa thị nhá. Bộ hoa thị thì giá của nó sẽ là 70k. Bộ lục giác thì giá sẽ là 80k nhá. Đấy, dòng này thì cho bác xài gia đình thì nói chung là ok. Đấy, xài gia đình thì rất ok rồi. Đây, lục giác thì giá sẽ là 80k này. Đây lục giác đây nhá. 80k này, lục giác này là 80k này. Còn hoa thị như này. Đấy, hoa thị như này thì sẽ là 70k. Hàng thì đa năng, đa kích cỡ khác nhau luôn. Đấy, để thoải mái các bác sử dụng nhá. Đấy, các bác dùng gia đình em hoặc là anh em thợ thuyền dùng thoải mái luôn. Đó. Lục giác là 80k, còn hoa thị là 70k. Nếu mà các bác lấy cả combo hai bộ thì giá của nó sẽ siêu tốt luôn. 150k. Bên em bao ship tận nhà. Đấy, lấy cả hai bộ thì sẽ là 150k bao ship, còn lấy lẻ thì lục giác là 80k, còn bộ hoa thị sẽ là 70k nhá. Đấy đây. Rất đẹp luôn này, bộ hoa thị này. Đấy, bộ vít bông nhá, nhiều bác hay gọi là vít bông đấy. Đó thì đây. Bộ này là 70k, còn bộ lục giác này sẽ là 80k. Đó, còn lấy hai bộ sẽ là 150k, bên em bao ship tận nhà nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng đèn, đó là đèn móc khóa nhá. Đấy, đèn móc khóa nhiều bác hỏi lắm nhưng mà hàng hết hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này. Đèn móc khóa đầy đủ phụ kiện đi kèm. Đấy, con này nó là dạng đèn mini, đèn nhỏ đèn móc khóa nhá. Nó chỉ có nhỏ bằng hai ngón tay em thôi. Đấy, nhỏ tí này. Đấy, nó đầy đủ các chức năng của một chiếc đèn luôn. Đấy, đầy đủ các chức năng luôn, cực kỳ sáng nhá. Đấy, có cả nháy cảnh báo SOS luôn này. Đầy đủ đa chức năng luôn, cực kỳ sáng luôn nhá, cực kỳ sáng luôn. Đấy, và nó thời gian chiếu sáng khoảng tầm 2 tiếng. Đó. Ngoài ra thì sẽ có là dây sạc đi kèm về các bác cắm chung với lại cái củ sạc điện thoại nhà mình cho các bác sạc thôi. Đây là phần chân sạc này. Đấy, về các bác cắm ở đây các bác sạc này. Rất tiện dụng nhá. Đó, rất tiện dụng con này như này. Đó, còn đây là phần nút bấm bật tắt đây. Đấy, nút bấm bật tắt bên này. Đấy, bấm rất thao tác rất nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, con này thì nó sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng luôn và mắt LED rất dày. Đó, ngoài ra chức năng thì sẽ có là móc khóa này. Ở đây phần này các bác móc vào cái chìa khóa nhà mình. Đấy, tiện thì các bác có cái đèn này nhiều khi bác đi tối đi đêm đi hôm các bác có cái các bác soi luôn. Có tích hợp luôn cả chức năng là bật bia nhá, bật bia ở đây luôn. Rồi là 500 hit này, đây 500 hit này. Làm cho hít coi nhá. Đó, làm cho hít này, rất tiện dụng nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đa di năng cho một con sản phẩm đèn móc khóa này. Giá của nó thì cũng rất là mini thôi. Giá của nó chỉ có 50k nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là cái con đèn móc khóa. Đèn móc khóa này. Giá của nó sẽ là 50k một con nhá. 50k một chiếc đèn móc khóa này đầy đủ nha. Đấy, gọi là đèn móc khóa nhá, vừa móc khóa vừa bật bia vừa làm đèn vừa có nam châm đầy đủ các tính năng. Đa di năng luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái dòng đá vĩnh cửu nhá. Bộ đá vĩnh cửu hàng của thương hiệu Quai Linh này. Đấy, hôm nay về một cái lô sản phẩm mới, hàng thương hiệu Quai Linh nhá, rất chất lượng luôn. Đó. Hộp bộ này thì bữa trước anh chị đang bán là bộ 8 viên nhưng mà lần này nó hết bộ 8 viên rồi, lần này còn cái bộ 6 viên thôi. Đây em sẽ bóc ra xem từng viên một này. Đấy, con này đó là dòng đá vĩnh cửu, dòng đá inox nhá, cực kỳ xịn luôn. Đây nhá các ơi, hàng của thương hiệu Quai Linh này, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng của Đức luôn. Đấy, hàng của Đức luôn, đựng trong cái hộp nhựa nhá. Đi kèm sẽ gồm có là một kẹp gấp và 6 viên đá nhá, 6 viên đá. Đây logo Quai Linh dập chìm luôn trên thân từng viên đá luôn này. Rất chất lượng cho em luôn. Đấy, báo giá nhanh các bác luôn. Các bác lên mã cho sản phẩm là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu này, giá của nó thì chỉ có 100.000 một hộp này thôi. Đấy, 100k một hộp. Riêng cái dòng đá vĩnh cửu này thì các bác dùng thì buôn thủa rồi, dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Đấy, nó gọi là đá vĩnh cửu mà, dùng không bao giờ lo hỏng. Đó, con này dùng rất dễ, thì về các bác có thể là để thẳng trực tiếp cái khay này vào trong cái tủ đá cho em. Khi mà nó đạt đủ nhiệt độ lạnh rồi các bác dùng khoảng tầm 1 tiếng nó đạt đủ nhiệt độ lạnh là các bác lôi ra các bác dùng. Đấy, dùng xong là các bác lại vệ sinh sạch sẽ là các bác lại bỏ vào lại dùng lần sau lại dùng ok. Đấy. Nó là dòng đá inox nhá. Đấy, các bác nhìn này nó đúc liền luôn, không có vết hở nó luôn. Dùng cực kỳ ngon lành nhá. Các bác dùng ví dụ như là các bác uống bia này,
uống rượu này đấy, rồi là uống coca các thứ, uống nước ngọt rồi các bác uống nó không bị mất mùi mất vị nhá, uống không bị mất mùi mất vị mà dùng cực kỳ ngon đấy. Ví dụ như các bác uống những cái đá kia là nó chảy nước ra, nó mất mùi mất vị của rượu hoặc là bia đi đấy, các bác dùng nó chưa đấy, nó vẫn tạo giữ độ lộ lạnh nhưng mà nó không làm mất mùi những cái đồ uống của bác đi đấy. Giá thì siêu hạt rẻ luôn, 100k một hộp đá 6 viên như này, đi kèm cho một cái kẹp gấp, hàng đựng trong hộp nhựa rất đẹp này, hàng thương hiệu Wailing thôi nhá. Sản phẩm cốc nhiệt Coca hàng lại tiếp tục về để phục vụ các bác này, báo giá nhanh luôn với các bác sẽ là 70k, các bác lên mã cho sản phẩm là cốc Coca đấy, cốc Coca giá sẽ là 70k. Hàng này thì bên em ôm lô thanh lý nhá, ôm lô thanh lý được cái hàng này của công ty Coca đấy, thì nó là hàng nó lại mới về này đó, của công ty Coca Cola, và hàng này nó sản xuất cho công nhân viên đấy, để tặng cho công nhân viên nhá. Đấy, như bên em ôm lô thanh lý được, con này nó là dạng cốc các bác nhá, đấy, dạng cốc chữ nhiệt đó, nhưng mà các bác có thể dùng làm bình cũng được đấy, các bác uống không bao giờ sợ ra mồ hôi luôn, cực kỳ ngon luôn đấy. Thì đây nó sẽ đi kèm là một cái ống như này nữa, thì về các bác cắm vào cho em, cắm vào cái phần ống này này, cắm vào cái ống này đấy, thì sau đó là các bác ngửa cái này lên thì nó sẽ thành một cái đường ống hút này, coi như này đấy, nó thẳng là các bác có thể là hút được, còn không thì các bác có thể mở nắp ra các bác uống trực tiếp như nào cũng được đấy, vừa có thể làm cốc này vừa làm bình cho em luôn này, rất ok luôn. Bình này dung tích của nó sẽ là 500ml nhá, 500ml đấy, có gen xoáy ngon này luôn, gen xoáy ngon này luôn, inox hai lớp luôn nhá, inox hai lớp cực kỳ ngon này đấy, hàng của Coca Cola rất chất lượng, giá của nó thì siêu tốt rồi, 70k một bình nhá các bác nhá, các bác lên mã bình cốc Coca giá sẽ là 70k một bình, giá siêu tốt của bác nhá, các bác nhanh đặt hàng. Sản phẩm tiếp theo này bên shop mình tiếp tục về cái lô đó là cái bộ vòi phun xương xoay 360 độ cho em coi nhá. Đấy, các bác cứ lên mã cho là bộ vòi phun xương xoay 360 độ này. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có một cái con vòi đồng phun quay 360 độ này. Đấy, thì khi mà có áp lực nước lên thì nó sẽ quay. Đấy, nó quay tít luôn, quay 360 độ nhá. Còn đây những cái đầu nó phun xương này. Đấy, hạt nhỏ li ti. Con này dùng cho bác ví dụ các bác lắp mái nhà chống nóng này, các bác lắp vườn tưới cây các thứ cho em rất ok. Con này đồng 100% luôn nhá. Đi kèm sẽ có một cái đầu cút như này. Cái gen này của nó sẽ là gen 21 này, các bác có thể về kết nối với đầu cút này và cái phần dưới này các bác kết nối với lại cái chụp. Đấy, còn nếu mà không thì các bác có thể là kết nối trực tiếp với cái phần cút 21 nhà mình đang dùng cũng được. Đấy, thì nó sẽ đi kèm cả cút luôn. Đấy, cả bộ nó nhai. Đấy, cả bộ này. Báo giá nhanh luôn nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là vòi phun xương này. Đấy, xoay 360 độ này. Giá của nó thì sẽ là đi 80k một bộ nhá. Một cái giá siêu tốt của bác luôn. 80.000 một bộ vòi phun xương nhá. Đấy, 80.000 bộ vòi xương. Đấy, xoay tròn nha. Rất ok luôn. Đấy, con này thì các bác cứ sử dụng thì áp lực nước nó càng mạnh thì nó sẽ phun lên những cái tia nhỏ li ti càng nhiều và nó quay càng tít. Đấy, nó tùy theo cái áp lực nước nhà bác dùng nhá. Đây các bác cùng tham khảo này, sản phẩm này. Đấy, rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, thấy không? Đấy, nó phun này, này. Rất ok nhá. Đấy, về các bác lắp đặt để tưới rau tưới cộ rồi lắp trên mái nhà các thứ rồi chống nắng em rất ok luôn. Đấy, rất ok nhá. Giá siêu tốt luôn, 80.000 một chiếc vòi phun xương này các bác nhá. Sản phẩm đồng hồ led để bàn siêu phẩm này, hàng lại tiếp tục về nhá. Đấy, chuyên các bác dùng để decor trang trí, rồi các bác sử dụng làm đèn ngủ này, rồi là các bác dùng làm đồng hồ đấy, theo dõi thời gian rất ok nha luôn. Nó là dạng đồng hồ led để bàn nhá. Đấy, đi kèm sẽ có một cái chân đế như này. Đấy, về các bác lắp vào cho em, lắp vào đó và các bác cắm nguồn vào cho em nhá, cắm nguồn này vào này. Đấy, tháo dây ra, đi kèm nó sẽ có dây nguồn như này. Con này nó sử dụng cái nguồn DC 5V cho em nhá. Đấy, nghĩa là các bác cắm chung với cái củ sạc điện thoại nhà mình là các bác dùng ok thôi. Đấy, cắm nguồn vào đây và các bác cắm trực tiếp vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, đây em cắm vào nhá. Đó, đèn lên này cô, đèn lên này. Đó, đèn lên nhá. Đó, thì đây, con này nó các bác nó có thể là chỉnh set up down này. Đấy, rồi là cả đi nút reset, nhưng mà thường thường ba nút này thôi. Đấy, ba nút này, set up down với lại reset các nhá. Set thì nó là các chế độ giờ các thứ thì các bác chỉnh ở đây cho em. Còn up down nó là lên xuống. Đấy, chỉnh ngày giờ các thứ cho em luôn nhá. Rất ok. Đấy, con này nếu mà các bác để trong buổi tối cơ thì các bác nhìn nó sẽ dễ hơn, nhưng mà đây em đang quay nó ban ngày nên là cái ánh sáng nhìn nó không rõ lắm, nhưng mà các bác để trong buổi tối trong phòng rất đẹp nhá. Đây em sẽ cho bác xem cái video này. Đây nhá, các bác cùng xem thực tế video này. Coi bạn học nhân tiện vừa chuyển sang các bạn học mới, thấy cái em này xinh quá nên là mình mua luôn, cũng không quá đắt đâu nha. Khi mua sẽ kèm theo dây cáp, cái này là cái gì mình cũng không có biết luôn. Đây là cái công tắc và điều chỉnh của đồng hồ, khi muốn sử dụng thì cắm điện vô thôi, đơn giản quá trời mà không có gì khó luôn. Vậy là có thể để một góc đâu đó cho bạn học rồi đó, còn nó sáng nhìn lung linh rồi. Đấy, có thấy không? Ngoài việc rất đẹp nhá, học ra thì các bạn còn có thể sử dụng để làm đèn ngủ nữa. Đây là khi mình tắt hết tất cả các ánh sáng. Đấy, có thấy không? Đây này. Thì tắt hết đi nào. Thể mua em này nha. Và đừng quên nhấn theo dõi để xem thêm nhiều clip hay ho từ mình nữa nha. Đó, đấy là con tổng quan về con sản phẩm đồng hồ led để bàn nhá. Đấy, khi mà buổi tối có bật lên, vừa có thể làm đèn ngủ này, vừa làm đồng hồ để bàn. Đấy, theo dõi thời gian, các thứ cho em luôn. Chỉnh giờ rất có thứ ở đây cho em. Đấy, giá rất là hợp lý thôi.
Con này cắm trực tiếp nguồn điện DC 5V nhé, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây, cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình là các bác dùng cho nó ok. Đấy, dây nguồn các thứ đầy đủ đi kèm. Báo giá nhanh nhá, các bác lên mã sản phẩm là đồng hồ LED để bàn. Đồng hồ LED để bàn này. Giá của nó sẽ là 120.000 một chiếc nhá, 120k một chiếc đồng hồ LED để bàn nha. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop lại về cái siêu phẩm, đó là cái bộ tun mini 38 chi tiết của Đức nhá. Hàng sẽ hàng nguyên hộp như này. Đấy, bộ sản phẩm 38 chi tiết trong hộp như này. Đấy, sẽ gồm có là các ví dụ như đầu khẩu này, đầu tô vít này, rồi là các những cái phụ kiện hỗ trợ đi kèm. Con này dùng rất ok luôn. Đấy, bác nào dùng thợ thuyền rồi là dùng gia đình em rất đẹp. Đấy, bộ sản phẩm này đầy đủ nhá, các đầu vít này, đầu cộng, đầu trừ, ba kia, hoa thị, sao, chiếc, các thứ đầy đủ luôn. Rồi là thanh xoáy góc khuất này, rồi là những cái đầu khẩu này, tay lắc này, rồi là cây tô vít nhá. Đây, quay dần dần cho bác này. Đây, một con sản phẩm cây tô vít chính này. Con này hàng made in Germany nhá. Đó, các bác có thể là bẻ một góc 90 độ này, một chéo một góc 45 độ cho em này, rồi là thẳng này. Đấy, khi mà các bác muốn chuyển các chế độ, các bác ấn cái nút này cho em. Đấy, để các bác có thể chuyển cái chế độ nó linh hoạt nhanh. Đấy, khi bác bỏ ra là tự động nút nó đẩy lên là cái chốt nó sẽ khóa vào nhá. Đấy, thì đây, ví dụ các bác xoáy vít này, xoáy em nhá. Đấy, ngoài ra các bác có thể là đảo chiều xoáy nhanh, rồi là giữ nguyên một chế độ. Con này nó sẽ có ba chế độ nha, một chế độ sang trái, một chế độ sang phải, một chế độ ở giữa này. Đấy, đầy đủ đảo chiều trước cho em rất ok luôn. Xoáy nhanh, bẻ góc, xoáy những phần góc khuất, những phần góc khó xoáy cái thứ rồi, rất ok cho em luôn. Đi kèm thì sẽ có là một cái tay lắc như này, một cái tay lắc này để các bác xoáy những cái phần đầu khẩu. Tay lắc này cũng có xoáy nhanh và đảo chiều luôn nhé con nhá. Đấy, tay lắc cũng có xoáy nhanh và đảo chiều, đầy đủ và ngon lành luôn nhá. Đây, giá rất hợp lý thôi. Đấy, made in Germany này. Và ở đây con này có một cái phần hai nữa là cái thanh để các bác xoáy những phần góc khuất. Đây, ví dụ này các bác cắm cái vít vào đây cho em, đầu cắm vít đây, một đầu các bác cắm cái cây vít này. Và ví dụ những cái phần góc khuất, những phần góc các bác ngóc ngách, các bác muốn lách vào, có xoáy này bẻ cho em này, các bác xoáy này. Đấy, vẫn xoáy ngon lành nha, có nhìn chưa? Đấy, vẫn xoáy ngon lành luôn, cực kỳ chất lượng. Đấy, đa chi năng, xoáy mọi chỗ mọi kiểu luôn, xoáy các loại ốc luôn nhá. Anh em thợ thuyền rồi các bác gia đình dùng cho em rất ok luôn. Dùng xong là các bác lại cất vào đây, rất là gọn gàng ngăn nắp này. Nói chung là người Đức người ta thiết kế những cái sản phẩm này cực kỳ chất rồi. Đấy, nhìn rất đẹp luôn nhá, cực kỳ uy tín luôn. Đó. Khi mà các bác sử dụng là những cái đầu vít đây là các bác kiếm nó rất là dễ. Đấy, kiếm rất dễ luôn nhá. Đầu khẩu chiếc ok luôn. Báo giá nhanh nhá. Các bác lên mã xem sản phẩm là cái bộ khẩu V38 này. V38, con này như bữa trước đang bán đây 370 này, 370k hôm nay bên em bán nhanh các bác luôn. V38 nhá. Bán nhanh luôn. 370k bên em giảm giá nhanh bác luôn. 350k bộ bên em bao ship tận nhà nhá. Các bác lên mã cho là bộ V38 370 giảm nhanh, bán nhanh luôn. 350k bộ bao ship tận nhà nhá. Hàng đầy đủ bộ sản phẩm luôn. Như này, như đúng như trên hình nó quay này. Đấy, trên vỏ hộp luôn nhá. Rồi. Con sản phẩm siêu phẩm sản phẩm mài dao ba khe, hàng bên shop lại tiếp tục về. Báo giá nhanh, giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc nhá. 60.000 một chiếc mài ba khe nha. Con này dùng rất là dễ. Các bác chỉ cần kê lên phần mặt bàn bếp nhà mình này, các bác kéo này, kéo cho em vài đường cái dao sắc bén ngon lành lại lôi ra thái thịt thái chiếc các thứ ok luôn. Đấy, sẽ có là 3 cấp độ này, 1 2 3 thì các bác cứ mài cho em từ 1 đến 2 đến 3 là các bác đã hoàn thành xong 3 bước mài dao nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là mài ba khe. Giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc mài ba khe nhá. Đấy, 60.000 một chiếc mài ba khe này, hàng rất chất lượng luôn, dùng rất ok nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái thuốc bôi bọ cạp này. Đấy, chuyên cho bác nào mà đau xương khớp người ngậm. Đấy, các bác dùng về cho em, về dùng. Đấy, chuyên để bác bôi xương khớp bôi xương khớp chân tay cái thứ rồi. Nó là chiết xuất từ bọ cạp cũng như là đây này, con rắn hổ mang, rất chất lượng luôn nhá. Đó. Một típ này của nó sẽ là 20g, một típ này 20g các bác bôi cực kỳ chất luôn. Đấy. Giá thì cũng siêu tốt của bác luôn. Các bác lên mã cho là thuốc bôi bọ cạp. Giá sẽ là đi 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một lọ nhá. 40.000 một lọ. Một típ 20g các nhá, một típ 20g. Ngoài ra thì bên em có cái dòng sản phẩm là thuốc xịt xoang này, thuốc xịt xoang mũi, thuốc xịt xoang mũi nhá. Con này của nó là dạng xịt. Đấy, các bác cứ cho thẳng vào lỗ mũi các bác xịt thôi. Một hộp này một chai dung tích 20ml nhá. Toàn bộ chiết xuất từ thảo dược. Bác nào mà xịt xoang rồi viêm xoang, viêm mũi dị ứng là các bác sử dụng cho em. Đấy, xịt cho em vài phát cá là nhẹ mũ luôn, dùng rất thích nhá. Đấy, giá cũng đồng giá luôn, 40k nhá, 40k một lọ xịt xoang mũi nha. Ngoài ra thì bên em có cái dòng sản phẩm là thuốc bôi đau xương khớp Hàn Quốc này. Đấy, bác nào mà hay chơi thể thao hay vận động nhiều, xương khớp đau thì có thể tham khảo con này. Giá của nó cũng 40k luôn, 40k các bác lên mã cho em là dầu Hàn Quốc nhá. Dầu xoa bóp Hàn Quốc. Đấy, dầu xoa bóp Hàn Quốc, giá sẽ là 40k một lọ dầu xoa bóp Hàn Quốc như này.
Đấy, bác nào mà đau đây, đau xương khớp này, đau va cổ vai gáy, đau lưng lưng liếc này, về bôi thoa xem rất ok luôn, 40k một cục nhá. Ngoài ra thì sản phẩm cao ngựa này báo giá nhanh luôn, giá sẽ là 30.000 một hộp cao ngựa nha. Bác nào mà hay nứt nẻ chân tay hay nứt gót, nứt kia các thứ rồi đấy thì có thể là sử dụng cái sản phẩm này. Nứt gót nhức dùng rất ok luôn. Đấy, đây nó là dạng kem như này nhá, về là các cứ thế các bác bôi vào, bôi kem liên tục khoảng tầm 5 đến 7 ngày thì sẽ hết dứt điểm luôn cái phần nứt gót, nứt kia các thứ rồi. Đấy, nứt chân tay em nhá, giá của nó sẽ là 30.000 một hộp cao ngựa nhá. Đấy, hàng Nhật rất chất lượng luôn, 30.000 hộp. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop này tiếp tục về cái lô đó là cái bộ khóa Đồng Đức nhá, bộ khóa Đồng Đức này, khóa Đồng Đức con này là hàng chống cắt rất chất lượng luôn, bán rất nhiều luôn, báo giá nhanh luôn, giá sẽ là 190k một chiếc nhá, 190k một chiếc khóa Đồng Đức. Đó là dòng sản phẩm thắt lưng xoay nhá. Đấy, đợt này nó về thêm cái mặt trắng này rất đẹp này, đó rất ok nhá, sản phẩm thắt lưng xoay hàng rất chất lượng luôn, hàng đi kèm sẽ có là đầy đủ cả dây, cả dây vào mặt cho bác nhá. Đấy, cả dây vào mặt luôn, về là bác dùng luôn. Đó đây, dây da rất xịn sò ngon lành. Đấy, da rất mềm mịn các bác nhá. Đấy, về các bác dùng thì các bác đeo vào cho em, lắp đặt vào cho em là xong. Dạng này của nó sẽ là dạng dây lẫy cài nhá, dạng dây lẫy cài. Đấy, dạng dây lẫy cài này, đây. Dây lẫy cài nhá, đây. Đó. Rất chất lượng và ngon lành nhỉ. Đó, dây lẫy cài cực kỳ chặt chẽ, chắc chắn ngon lành, đeo cực kỳ sang trọng, chất chơi luôn. Đó đây. Em sẽ xỏ thử vào để các bác xem này. Nói chung là con này trong tầm giá thì rất là hợp lý, phù hợp nhá. Hôm nay thì em gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Đấy, các bác nghe tiếng à? Đấy, có thấy không? Tạch tạch luôn nhá. Đó đây, rất chất luôn các bác nhá, cực kỳ chất luôn. Đó, xoay này, đấy nó xoay này. Gọi là thắt lưng xoay nhá, vì cái này cái phần giữa trục giữa nó xoay được, gọi luôn là thắt lưng xoay. Đính đá kim cương cho em rất ok luôn. Đấy, báo giá nhanh các bác luôn nhá. Báo giá nhanh luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là thắt lưng xoay. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá như là 70k. Đấy, thắt lưng xoay. Thắt lưng xoay này. Giá của nó bữa trước đang 70k, hôm nay bên em bán nhanh xả kho, bán nhanh xả kho bác luôn, chạy số lượng nhá. Giá bán nhanh luôn, 50k chiếc các bác nhanh tay vào việc này. Các bác mua đâu được một con thắt lưng xoay đẹp như thế này mà giá của nó chỉ 50k thôi. Các bác cứ đi ra ngoài cửa hàng cửa hiệu không là có giá 50k luôn, ít thì người ta cũng phải chém các bác 150. Đấy, thậm chí có chỗ 200 luôn. Đấy, nhưng bên em bán nhanh bác luôn. 150.000 con thắt lưng đẹp nha. Đó, quá đẹp luôn nhá, lấy cài thứ ngon lành hết luôn. Đó, về thì các bác không vừa vòng bụng thì các bác cắt cho em cái phần đầu đi, thế là xong, rất là ok, đơn giản, dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Giá chỉ có 50.000 con thôi. Đấy, 50k một chiếc thắt lưng xoay đẹp nha. Đấy, 50k nha, các bác lên mã cho em là thắt lưng xoay, giá sẽ là 50.000 một chiếc thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo điều này bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là dòng tăng đơ cắt tóc này. Đấy, tăng đơ cắt tóc. Hàng lại tiếp tục về để gửi đến bác này. Con này thì bán quá nhiều rồi và dùng rất ok luôn. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng nguyên hộp đầy đủ phụ kiện, sẽ gồm có là cữ này. Đấy, bộ cữ luôn để cho bác lắp vào, các bác cắt đi kèm thì sẽ có là các phụ kiện đi kèm, sẽ có là pin này, rồi là tăng đơ này, rồi là sạc xiếc đầy đủ hết luôn. Đây, các bác đợi chút để em lôi hết các thứ ra. Đây, sẽ gồm có là một con thân tăng đơ chính này, khắc rồng vàng rất đẹp cho em luôn nhé. Đấy, đi kèm sẽ có là pin nhá, pin này sẽ là pin 18650. Pin này thì thị trường nó bán rất nhiều các bác, ví dụ có hỏng pin là vẫn thoải mái thay thế luôn. Đi kèm sẽ có sạc luôn nhá. Đấy, đi kèm sẽ có sạc luôn. Hết pin các bác lại tháo ra, các bác cho lấy các bác sạc. Phần này là các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Hàng này đi kèm chỉ có như này thôi, còn củ là về các bác cắm chung với củ sạc điện thoại nhá. Nhà em không có kèm củ nhá. Đấy, hàng này là không có kèm củ, nó chỉ như này thôi. Đấy, không nhiều bác thắc mắc là sao không có củ. Đây, bộ sản phẩm đây, một cữ này, một bộ sạc pin này và một thân tăng đơ chính nha. Đấy, hàng thì rất là dễ dùng, các bác tháo ra cho em, tháo nó pin ra. Lắp pin vào cho em. Và lắp nắp vào. Đấy, đây, vừa lắp cái chạy luôn này. Đấy, lắp cái chạy luôn nhá. Bỏ qua mấy cái chi tiết này, test cái con tăng đơ chính cho bác xem nhá. Đây con sản phẩm tăng đơ đây. Con này là nút bật tắt đây, nó đây cơ nhá. Đấy, nút bật tắt ở đây. Máy chạy cực kỳ khỏe êm luôn. Máy chạy rất khỏe nhá. Máy chạy rất khỏe. Con này nó là dạng tăng đơ. Tăng đơ chấn viền đấy, nhưng mà các bác cắt tóc có tai cho em ok luôn. Đấy, người già trẻ em, người lớn cắt ok luôn nhá. Đây em sẽ test thực tế bác xem này. Đây có ít cái lông chân này. Em test thực tế bác xem nhá. Đấy, test thực tế bác xem. Đây con. Đấy. Đây này. Em test thực tế bác xem nhá. Gửi đi. Đây. Đi cực kỳ ngọt nhá. Đấy, các bác cứ đi ngang đi dọc đi xuôi cho em này. Đấy, đi ngang đi dọc đi xuôi cho em này. Đó. Tăng đơ đi rất êm ái ngon lành luôn nhá. Đấy, rũi vài phát thôi này. Đó, có nhiều chưa? Trắng phớ luôn nhá. Đây này. Đấy, trắng phớ luôn này. Đấy.
rất ok luôn, cắt cực kỳ ngọt nha. Đây em đi phát cho bác đường nữa cho uy tín này. Đó, đi phát đường nữa đi uy tín này. Đấy, con này các bác cứ cầm các bác rũ đi làm quá ok luôn. Cực kỳ ngọt ngào. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, y sinh ít lông chân cho bác xem nhá, trắng phớ luôn nhá. Bên này vẫn còn lông này. Bên này kín luôn này. Đấy, bên này kín kín lông này, bên này trắng phớ luôn này. Rất ok luôn. Đây em test lông chân nhá, chứ còn ví dụ các bác về có cắt tóc có tiếc thôi em ok luôn. Đấy, bộ sản phẩm đầy đủ các thứ đi kèm, pin sạc đầy đủ cự kiếc đi kèm nha em luôn. Đấy, một cái giá gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là tăng đơ. Đấy, tăng đơ. Bộ sản phẩm tăng đơ này. Đó, tăng đơ. Giá của nó thì siêu tốt rồi. Đấy, tăng đơ. Giá sẽ là 130.000 một chiếc nhá. 130k một chiếc tăng đơ này. Đấy, vừa test thực tế bác xem về sức mạnh của nó. Tăng đơ 130k các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì một số cái đồ nhà bếp này. Hôm nay đi bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái dòng sản phẩm xăm thịt. Đấy, nhiều bác hỏi đây, hôm nay hàng tiếp tục về. Con này dùng rất ok luôn. Bác nào mà hay ướp thịt để nướng nhiếc cái thứ này rồi là để luộc cũng được. Rất ok luôn. Đấy, các bác muốn nó ngấm gia vị thì các bác có thể là tham khảo sản phẩm này. Dùng thì rất là dễ thôi. Ví dụ đây là miếng thịt này, các bác cứ xăm đi nha. Đấy, cứ cầm này các bác châm này, cầm này các bác châm, đây các bác nhìn này. Đấy, lỗ liếc đầy hết luôn nhá. Khi mà các bác ướp gia vị thứ vào đây cho em là nó ngấm cực kỳ nhanh luôn. Đấy, ngấm đầy vào miếng thịt của mình đấy, khi mà mình ăn uống là gia vị nó đậm đà nhá. Đó đây. Đấy, xăm thịt. Đấy, xăm thịt các bác lên mã cho sản phẩm là xăm thịt. Đây nó có gồm những cái đinh nhỉ. Đinh inox luôn nhá. Đấy, rất nhiều đinh. Dùng rất dễ là các bác, chỉ việc là các bác bấm vào các bác xăm thôi. Dùng rất dễ luôn. Đấy, giá của nó thì chỉ có 40.000 một chiếc nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là xăm thịt. Xăm thịt. Giá sẽ là 40k một chiếc xăm thịt nha. Đấy, 40.000 một chiếc xăm thịt này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô nạo 3 món, bộ nạo 3 món nhá. Bộ nạo 3 món hàng lại tiếp tục về. Bộ nạo 3 món 3 chi tiết trong một nha. Đấy, sẽ gồm có là 3 món các bác nhá. Đấy, 3 món. Gồm có một chiếc nạo đa năng này. Nạo đa năng này thì các bác có thể là ví dụ như là các bác nạo thường này, nạo thường bên này. Các bác nạo sợi bên này chưa? Đấy, hai bên, vừa nạo thường vừa nạo sợi này. Đi kèm thì sẽ có là một cái cây nạo thường. Đấy, cây này thì nó là cầm dọc cây. Đấy, bác nào vào ví dụ mà các bác cầm kiểu này các bác không thuận tay có thể là thay sang cây này chưa? Đấy, cây này cầm kiểu dọc cây các bác này các bác nạo. Và đi kèm sẽ có là một con dao này. Dao này thì ví dụ như những cái chỗ nào mà nó sâu xiếc các bác dùng để quá khoét này, rồi là tỉa hoa, tỉa cây, rồi là bác nào ví dụ như hay làm gà làm vịt. Đó, dùng để làm lòng gà cho em, lòng gà lòng vịt rất ok. Rồi đằng sau nó còn có một cái zip nữa này. Đấy, cái zip này, ví dụ như các bác có nhổ lông nhổ liếc các thứ này, rất ok nha luôn. Bộ sản phẩm nạo đa năng luôn nhá. Bộ nạo đa năng đầy đủ luôn, nạo thường, nạo sợi rồi là cắt tỉa hoa, ghép liếc các thứ cho em luôn. Đấy, bộ sản phẩm inox 304, hàng cực kỳ sắc bén nhá. Đấy, con này không sắc không lấy tiền. Các bác cứ về dùng em không sắc không lấy tiền. Em đổi hàng cho bác luôn, riêng nếu mà không sắc thì em đổi hàng bác luôn, yên tâm. Em cũng đang dùng rồi, cực kỳ sắc bén, ngọt ngào, dùng rất ok luôn nhá. Mà giá của nó thì cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, các bác lên mã cho sản phẩm là bộ nạo 3 món. Bộ nạo 3 món này. Đấy, giá của nó thì sẽ là đi 40.000 một bộ nhá. Giá chỉ có 40k một bộ nạo 3 món thôi. Đấy, 40.000 một bộ nạo 3 món nha. Đấy, giá 40k một bộ, giá siêu tốt luôn. Inox 304 dùng cực kỳ ngọt ngào luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về, đó là cái bộ cặp lồng 4 tầng nhá. Các bác cứ lên mã cho sản phẩm là cặp lồng 4 tầng. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2.800ml này. Đấy, 2.800ml cực kỳ to tát luôn. Đấy, cặp lồng 4 tầng nhá, báo giá nhanh luôn. Sẽ là 110.000 một chiếc. Sản phẩm rất đẹp luôn. Vỏ ngoài thì là nhựa ABS cao cấp. Phần bên trong thì sẽ là lõi inox 304 nhá. Sẽ có là quai sách này. Các bác mang đi mang lại rất tiện này. Cho anh em làm văn phòng, rồi là các bác đi công trình, công trường, đi làm ngoài đồng, ngoài ruộng, thứ rồi. Đấy, mang đi, mang cơm mang nước đi, hoặc là thậm chí mình có để ở nhà mình để thức ăn cũng uống được, rất tiện dụng thôi. Đây, đó, lõi ngoài nhựa này, lõi trong inox luôn này, đó, rất tiện dụng nhá. Giá thì sẽ là 110k, sẽ có là 4 tầng nhau nhá, 4 tầng, 1, 2, 3 và 4 này, đi kèm nó nắp đậy nữa này, và có quai sách đầy đủ luôn nhá. Mỗi tầng là nó đều tách rời được và nó sẽ có cái lẫy cài như này để các bác có thể xách đi xách lại, nó không lo rơi, lo lắng các thứ giờ ra. Đấy, rất ok luôn nhá, hàng rất đẹp xịn sò. Giá sẽ là 110k một bộ sản phẩm cặp lồng 4 tầng này nhá, giá siêu tốt luôn. Rồi sang luôn cái mã sản phẩm tiếp theo, đó là cái bộ dĩa Đức 10 cây. Đó, bộ dĩa Đức 10 cây chuyên cho bác ăn hoa quả. Đó, ăn hoa quả nhá. Chất liệu thì sẽ là inox 304, hàng của thương hiệu Wailing. Đây, một bộ 10 chiếc này, rất đẹp luôn nhá. Bộ này mà các bác nhà nhiều khi khách khứa đến có ăn miếng hoa quả cũng rất tiện. Đấy, các bác lôi ra để trên bàn. Đấy, nhiều khi là người ta cầm tay, nhiều khi người ta ngại. Đó thì các bác bỏ cái dĩa ra,
người ta cầm, người ta xiên một cái hoa quả các thứ, giờ thì cảm giác nhìn nó sang trọng lịch sự mà dễ ăn hơn, khách khứa nó dễ ăn hơn luôn nhá. Chất liệu toàn bộ sẽ là inox 304, hàng rất dày rất là chắn luôn. Đó đây một con dĩa đây, rất tiện dụng này. Giá thì bên em sẽ bán theo hộp nhá. Đấy các bác lên mã cho em sản phẩm là dĩa Đức. Một hộp này của nó sẽ là 10 chiếc này, báo giá nhanh luôn, 50k một hộp dĩa Đức 10 chiếc, hàng logo Wailing nha. Đó hàng của Đức coi nhá, rất tiện dụng này. Một hộp dĩa Đức 10 chiếc giá sẽ là 50k. Cái sản phẩm tiếp theo đây này bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái bột thông cống nhá, bột thông cống này. Đấy con này nó là dạng bột nhá, dạng bột dùng rất hay luôn. Đó một con sản phẩm bột thông cống dùng rất ok. Con này bên em bán rất nhiều này. Bác nào mà cống tắc hoặc là cống khó tiêu nước chảy chậm, đấy thì về các bác đổ trực tiếp cái bột này vào cống cho em. Xong là các bác đun cho em ít nước sôi là các bác đổ thêm vào để cho nó tăng cái phần phản ứng hóa học luôn nhá. Đấy dạng của nó sẽ là dạng bột đây. Đó, đợi chút để em bóc cho các bác xem. Đó dạng của nó sẽ là dạng bột như này này. Đấy dạng bột như này. Đó dạng bột như này. Đấy thì về là các bác cứ đổ trực tiếp vào cái phần cống nhà mình bị tắc hoặc là cống nó chảy yếu ấy, các bác đổ trực tiếp vào cho em. Và đun thêm ít nước sôi nữa các bác đổ cùng vào để cho nó tăng cái lượng phản ứng hóa học đi. Đây các bác cùng xem minh họa về cái con sản phẩm này nhá. Đây. Nghĩ nó chán cả nhà, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong mà không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được, kiểu như là nó phân hủy những cái chất như cặn bã ở dưới đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống ra. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhé. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhé. Đấy là thực tế về con sản phẩm này nhá. Giá của nó cũng siêu tốt luôn. Các bác lên mã cho là bột thông cống. Đấy, hoặc là hộp thông cống cũng được. Đấy, bột thông cống này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một hộp thông cống này. Giá chỉ có 30k thôi. Giá siêu rẻ rồi các bác có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái con đèn tủ nữa cơ. Đèn tủ này. Đó đèn tủ nhá. Đèn tủ con này đi dùng rất hay. Đó về cho bác lắp đặt ví dụ là gầm tủ, gầm giường, gầm bàn, gầm ghế dùng rất hay. Đấy bộ sản phẩm đi kèm đầy đủ các phụ kiện. Ở đây sẽ có là một thân đèn chính nhá. Đấy và một miếng nam châm để về các bác cắn vào tường các bác dính vào. Đấy và một cọng dây sạc đi kèm này. Đấy dây sạc này về các bác cắm vào đây. Đấy con này nó là dùng pin nhá. Dùng pin hết pin là các bác lại cắm sạc vào các bác dùng. Đấy có thể là ở đây nó có miếng nam châm này về các bác cắn vào là khi mà các bác tháo ra nó rất là dễ thôi. Đấy hai miếng nó đi chung với nhau này. Đầy đủ bộ sản phẩm nha. Đấy, đầy đủ bộ sản phẩm nha. Ở đây cái con đèn này nó có phần này nó có phần cảm biến này. Khi mà mình có chuyển động qua là cái con đèn này sẽ tự sáng nhá. Đấy con đèn này tự sáng rất hay luôn. Đấy con sản phẩm đèn tủ. Đây các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Mình có một món đồ cực kỳ cần thiết trong cái tủ quần áo của bạn. Theo mình được hộp nhá. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng. Mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc. Lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng cho mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó khá là sáng. Nó có thể soi sáng được một cái tủ cho mọi người luôn. Đó thấy không? Về về có lắp vào ví dụ như là phần tủ hoặc là gầm bàn, gầm ghế các thứ chưa? Đấy vì con này buổi tối bắt đầu nó phát huy tác dụng nhá. Đấy tối đến là bắt đầu cái phần cảm biến bắt đầu hoạt động này. Khi có người hoặc chuyển động qua thì con đèn nó sẽ sáng lên nhá. Nó sử dụng pin. Hết pin này các bác lại lôi ra các bác cắm sạc rất tiện dụng luôn. Giá cũng rất hợp lý nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là đèn tủ. Đèn tủ này. Giá của nó sẽ là đi 50k một chiếc nhá. 50k một chiếc đèn tủ cảm biến như này. Đấy, các bác cứ lên mã cho em đèn tủ thôi, không cần phải cảm biến đâu. Đấy vì cảm biến nhiều khi nó trùng với cái mã kia thì cứ lên mã là đèn tủ, giá nó sẽ là 50k nhá. Lưu ý với các bác là các bác nên xem kỹ video trước khi mua hàng, tránh tình trạng hàng đến nơi không nhận bảo không đúng hàng nọ kia. Đó, rồi là thắc mắc nọ kia đấy thì bên em quay rất là kỹ rồi mà lên mã rất là kỹ rồi, nhiều khi là có đến nơi lại bảo là không đúng hàng, hàng gửi không đúng. Hàng các bác yên tâm là bên em là quay như nào gửi như thế cũng nhá, quay như nào gửi như thế. Đấy thì hàng có như nào nói như vậy. Đấy thì các bác có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp shop, shop bên shop thì sẽ hỗ trợ tư vấn giải đáp nhiệt tình bác 24/7 luôn. Đấy đây, vừa em treo vào cái bắt đầu nó sáng lên luôn này. Đấy vừa treo cái nó sáng luôn rất hay nhá. Trồi quét trần nhà hàng lại tiếp tục về nhá. Đấy giờ về đợt này thì giá cũng nó cũng rất là tốt thôi.
Các bác lên mã cho sản phẩm là chổi chân nhà này. Đấy, chổi chân nhà. Giá của nó thì bên em gửi bác một giá siêu tốt luôn, 70k một chiếc nhá. Đấy, 70k một chiếc chổi chân nhà như này. Con này dùng rất là hay. Đấy, về cho bác quét dọn trần nhà nhiếc những cái chỗ vị trí cao là các bác sử dụng cho em con này. Dùng rất tiện luôn. Đó, bộ sản phẩm đi kèm thì sẽ có là một cái thanh kéo dài này, một cái thanh tip kéo dài và thân tổ chổi chính nhá. Cái con chổi này là các bác có thể bẻ đi. Đấy, ví dụ như là những chỗ vị trí khó là các bác có thể bẻ đi, các bác lách vào chưa. Đó, về thì các bác lắp đặt vào cái phần cần nhà. Lắp đặt gen các bác xoáy vào. Xoáy vào cho em nhá, xoáy vào. Đó, sau đó là các bác rút dài ra, con này rút dài là nó phải lên đến khoảng tầm hơn 2 mét luôn. Đó, nói chung là cộng với người của mình nữa là mét hơn mét nữa rồi là thoải mái là bác lau trần nhà thứ nhá. Đây, để em kéo dài ra nhá. Đây được hơn 2 mét rồi. Đây rồi, đây này. Đó. Rất dài nhá. Đấy các bác ví dụ các bác vệ sinh trần nhà này. Vệ sinh trần nhà đi em nhá. Đây. Rất tiện dụng luôn. Đấy, quét màng nhện bằng nhiếc này. Đó, con này ví dụ như là cái phần móc này các bác không móc được này. Như những cái khe này hẹp này, đấy các bác thấy không? Móc này. Rất tiện dụng luôn nhá. Đó, nó là cái ưu điểm của con này là nó bẻ được như thế nhá. Rất là hay luôn. Đây này. Đấy, các bác thấy không? Đây ví dụ như cái khe kẽ này là em vẫn lách được này. Nó lách vào ngon lành luôn nhá các bác nhá. Đấy, lách vào ngon lành để các bác gì luôn. Đây. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây. Rất ok luôn, test thực tế luôn nhá. Đấy, test thực tế luôn. Đấy, test thực tế luôn này. Đó đây. Ví dụ như cái khe này. Các bác lách vào này. Đấy, khe này các bác lách vào nhá. Khe này ví dụ như bình thường các bác lau không để lách luôn, nhưng con này lách vào ngon luôn này. Đấy, giá siêu tốt luôn, chỉ có 70k. Một con sản phẩm chổi lau trần nhà thôi. Đấy, 70k một con. Đấy, dài khoảng tầm hơn 2 mét nhá. Đấy, có thanh nối dài. Dùng xong là các bác có thể là các bác thu ngắn vào cho em. Thu ngắn vào nó rất là gọn và tiện nhá. Đó đây. Các bác thu ngắn vào nó chỉ nhảy thôi. Thu ngắn vào thì nó chắc khoảng tầm 1 mét thôi nhá. Đấy, thu ngắn vào. Hoặc là các bác có thể tháo rời ra. Đấy, tháo rời ra để mình có thể mình cất gọn vào. Đấy, tháo rời ra nhảy thôi này. Đấy, tháo rời ra nhảy thì rất là gọn gàng, ok. Giá rất hợp lý mà vừa đấy cũng test thực tế bác xem rồi. Giá chỉ có 70k cho con sản phẩm chổi trần nhà thôi nhá. Đấy, 70k một chiếc chổi trần nhà. 10 cái nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái bình xịt tưới cây nhá. Đấy, bình xịt tưới cây. Hàng này thì của nó dung tích sẽ là 2 lít nhá. Dung tích 2 lít. Con này thì nó sử dụng cái dòng nhựa ABS cao cấp luôn, cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn này. Đó, rất chất lượng cho con sản phẩm bình tưới cây 2 lít này. Con này thì hơi rất khỏe luôn, phun rất là mạnh thôi nhá, phun rất mạnh và cực kỳ dày thôi nhá. Nhìn này. Đấy, hàng rất dày, hàng này của nó hàng loại một cực kỳ dày luôn. Dùng con này thì nói chung là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ thôi. Đấy. Hàng này thì rất là nhiều chức năng hay ho. Đó. Đầu tiên thì đây tay cầm này, dễ cầm rất là chắc tay. Đấy, dễ cầm nhá. Phần xi lanh đẩy rất là êm ái nhá, đẩy rất êm ái luôn. Đấy, các bạn nhìn này, đẩy cực kỳ êm ái luôn. Đẩy xi lanh rất êm ái nhá, đẩy êm ái hơi ra này. Đấy, cái con này nó có chức năng rất hay, nó là cái chức năng khóa tự động nhá. Đấy, chức năng khóa tự động đây. Các bác bơm vào cho em và các bác đẩy cái này vào. Đấy, thì cái phần này nó sẽ lẫy vào đây thì nó sẽ tự động nó đẩy ra. Đấy không, tự động nó đẩy, tự động nó tưới này. Đấy các bác, bao giờ các bác tháo này ra thì bắt đầu nó mới nảy cái này, nảy cái phần cần gạt lên thì là nó không tưới nữa. Còn không thì các bác muốn tưới tự động các bác ấn vào trong. Đấy, nó sẽ giữ tự động đây. Đấy, nó sẽ tự động tưới này. Đây em thả này. Đấy, hết luôn nhá. Ngoài ra thì con này nó có một cái phần rất hay này. Đó là cái nó gọi là cái gì nhỉ? Cái xả van hơi nhá, xả van hơi. Nhiều khi mà các bác để hơi trong này lâu ngày là nó rất là nhanh hỏng bình, nó gây nứt tách bình. Đấy. Thì các bác mỗi lần các bác dùng xong là các bác ví dụ nó vẫn còn hơi này, nó vẫn còn hơi nhá, thì bác kéo cái van này cho em, các bác nhìn này, nghe các bác nghe nhá. Đấy, các bác thấy không, các bác kéo cái van này lên để nó xả hết cái hơi ra. Đấy, xả cho em hết cái hơi ra để khi mà các bác để ví dụ nào nó hơi ở trong này nó không còn nữa thì nó không bị áp lực nó ép nó gây ra nứt bình các thứ ra. Đấy, thì nó sẽ tăng tuổi thọ của bình lên, dùng rất hay luôn. Mà giá đợt này bên em về một cái lô này giá rất tốt của bác luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là bình tưới cây nhá. Bình tưới cây. Giá của nó sẽ là đi bình tưới cây này. Giá của nó sẽ là đi 100k một chiếc nhá. Đấy, bữa trước thì đang bán 150 nhá. Đợt này bên em giảm giá xả kho bán nhanh bác luôn. 100k một chiếc, dung tích sẽ là 2 lít một bình nhá.
2 lít một bình, xài rất ok luôn. Ổn. Sản phẩm dao giấy nhá, hàng lại vừa về một cái lô mới này. Đó, sản phẩm dao giấy hàng bãi rất chất lượng luôn. Con này cho anh em sử dụng thợ thuyền, anh em hay làm biển quảng cáo rồi anh em chổ chiếc các thứ rồi. Đấy, hàng rất xịn sò ngon này nhá. Các bác nghe tiếng này. Tạch 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 luôn. Đấy, hàng thì sẽ lẫn lộn màu khác nhau. Đấy, còn chất lượng thì đều như nhau. Con này lõi của nó toàn bộ lõi là lõi kim loại luôn nhá. Lõi kim loại bên ngoài bọc nhựa ABS cao cấp và phần vỏ ngoài thì bọc một lớp cao su, các bác cầm nắm không bị trơn trượt này. Đấy, hàng rất chất lượng ngon này như này. Giá thì cũng siêu tốt luôn. Các bác lấy lẻ một cái của nó sẽ là 15k. Đấy, combo một cái như này sẽ là 15k này. Còn nếu các bác lấy theo combo 5 cái nhá. 5 chiếc. Combo 5 chiếc thì giá nó sẽ tốt hơn. 5 chiếc thì các bác lấy giá nó sẽ là đi 60k nhá. Đấy, ví dụ các bác lấy 5 chiếc như này, giá nó sẽ là 60k này. Đó, 1 2 3 4 5 này. Đó, 5 chiếc. Đây bên em sẽ mix cho bác lẫn lộn màu khác nhau nhá. Đó, 5 chiếc như này. Giá sẽ là 60k, còn nếu các bác lấy 1 chiếc giá sẽ là 15k nhá, tùy nhu cầu thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái thắt lưng vải dù của Mỹ này. Đấy, con này thì quá hot hit rồi, bên em bán cực kỳ nhiều. Đấy, bán số lượng thì nó là dã man luôn nhá. Dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng, con này thì 100% của nó là dạng vải dù hàng của quân đội Mỹ nhá, rất chất lượng, cực kỳ bền bỉ và ngon lành luôn. Đây phần mặt của nó đây con nhá. Phần mặt này. Mặt dép nhá. Đây mặt thương hiệu dép này. Đó, Single 1961 này. Đấy, mặt rất đẹp nhá, mặt cực kỳ đẹp luôn. Đó, rồi đây là phần dây này, rất chất lượng luôn. Phần đầu dây này thì sẽ có bọc một lớp da nha, để khi mà bác sử dụng là nó không bị tè đầu có thứ gì ra. Để phát từ từ nó. Đây. Các bác kéo thu vào này. Đó. Rất chặt chẽ ngon này, con này cài rất dễ luôn các bác, ấn đây cho em. Ấn đây. Đấy các bác cứ giật thoải mái nhá. Giật thoải mái luôn, cực kỳ bền bỉ ngon này. Đấy, con này thì nói chung là các bác cực kỳ dùng thì rất là dã chiến. Bác nào mà thích sự ngầu ngã quân đội thì có thể lựa chọn con sản phẩm này. Cực kỳ chất lượng và giá thì cũng rất là hạt rẻ thôi. Các bác lên mã xem là sản phẩm là thắt lưng dù. Đấy, thắt lưng dù nhá. Thắt lưng dù quân đội. Thắt lưng dù này. Quân đội này. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho chiếc thắt lưng dù quân đội này. Đấy, giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Các bác lấy 2 chiếc trở lên. 2 chiếc trở lên bên em bao ship nhá. 2 chiếc bao ship. 2 chiếc sẽ được bao ship nhá. 2 chiếc bao ship. Còn lấy 1 chiếc giá còn lẻ nó sẽ là 80.000. 2 chiếc thì sẽ được bao ship nhá. Giá cực kỳ tốt của bác luôn. Con này như là cái đợt trong năm bên em đang bán giá như của nó là 120 xong ấy. Đấy nhưng mà đợt này nó về cái lô mới giá tốt, hàng rất đẹp. Có nhìn phần mặt nó này. Không có gì phải chê cả con này cả. Đây cái phần lưỡi cài nó rất là dễ cài thôi. Đấy, tháo mở rất là nhanh. Đấy chỉ còn thao tác là các bác kéo ra rút vào và ấn cái nắp này cho em. Là chặt chặt khư luôn nhá, chặt khư luôn. Đó, dây này. Các bác nhìn này, dây này rất là dài. Đấy, dây rất là dài và rất là dày dặn chắc chắn nhá. 100% nó bện chất vải dù luôn. Đấy, hình dàn gì rất đẹp luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá, 80.000 một chiếc nhá. Lấy 2 chiếc sẽ được bao ship nhá. Rồi, tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về cái lô đó là cái sản phẩm là cái mũ quân đội này, mũ dàn gì này. Mũ quân đội, mũ dàn gì. Đấy, con này cũng nhiều bác hỏi lắm này. Đấy, đi hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Con sản phẩm hàng rất đẹp luôn. Các bác nhìn này. Lên form xem thì rất là đẹp. Các bác có thể là kết hợp cùng với lại cái dòng sản phẩm thắt lưng quân đội nữa. Đấy, có thể kết hợp hai món này cùng với nhau để tạo một cái combo rất là ngầu ngã quân đội này, nhìn rất là khỏe luôn nhá. Đó đây, một con sản phẩm rất đẹp luôn. Đấy, hàng thương hiệu Airfop này. Đấy, mũ thì 100% là cốt tông, độ cực kỳ thoáng mát nha các bác nhá. Đấy, USA Army này. Con này đây, cái phần này thì các bác có thể là tùy chỉnh theo cái phần khóa đầu của bác. Các bác tùy chỉnh to nhỏ theo cái phần khóa đầu đây. Đấy, tùy chỉnh ở đây. Rất là dễ dàng tùy chỉnh nhá. Đó, cực kỳ ngon xịn sò đây, phần vành mũ trong này. Cực kỳ ngon luôn, chất lượng nhá. Đó, Airfop này. Con mũ này thì bên em cũng bán đồng giá luôn, sẽ là 80k nhá. Đấy các bác lên mã xem sản phẩm là mũ dàn gì. Đấy, mũ dàn gì. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Mũ dàn gì này. Mũ dàn gì. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em sẽ bán theo combo. Đấy, combo. Combo các bác nhá. Nếu mà các bác cứ lấy 2 chiếc trở lên, 2 chiếc mũ trở lên bên em cũng bao ship, hoặc là 2 chiếc thắt lưng bên em cũng bao ship luôn. Hoặc là các bác lấy theo combo là một thắt lưng một mũ như này thì sẽ là 150k một combo. Đấy, các bác cứ lên mã cho em là combo. Combo mũ này. Cộng với thắt lưng này. Đấy, thắt lưng. Giá của nó sẽ là 150k. Bên em bao ship. Đấy, các bác mua combo thì các bác sẽ lãi được rất là nhiều, vừa lãi được cả tiền ship, vừa lãi được thêm cả hai sản phẩm kia rẻ thêm được 10.000 nữa. Đấy, giá rất hợp lý. Đây cả combo này là 150 bao ship này. Đấy, còn mũ dàn gì sẽ là 80k và thắt lưng thì sẽ cũng là 80k luôn. Đó, rất là xịn sò các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm thùng đồ nghề của Matado này. Đấy, con này của Matado của Harden nữa nhá. Đấy, hàng made in Gagmani nhá. Đây, đó Matado made in Gagmani này.
Hàng này phần kích thước của nó sẽ là dài 42 nhá. Đấy, dài 42, rộng 20 và cao 20. Đấy, dài 42, rộng 20, cao 20. Đó thì ở đây sẽ có là tay xách này. Đấy, tay xách nhá. Đó, và đây là phần mở ra này. Mở ra rất nhẹ nhàng nhá. Đấy, mở ra rộng đúng như cánh máy bay luôn. Đó thì đây sẽ có là một tầng to bên dưới đây, hai tầng nhỏ bên trên. Đấy, hai tầng nhỏ bên trên thì tổng của nó sẽ là 5 tầng. 1 2 3 đấy, 4 5, 5 tầng nhá. 5 tầng 5 ngăn. Đấy, để thoải mái các bác đựng đồ. Dưới này ví dụ các bác đựng những cái phần máy móc to này, trên này các bác đựng ốc vít rồi là tô vít kìm kéo rất là ngon. Đấy, hàng này cực kỳ chắc chắn dày dẫn luôn. Nước sơn rất đẹp luôn nhá. Đây các bác nhìn này, chữ Harden này. Đó, nước sơn này, cực kỳ đẹp luôn. Nước sơn nó làm dạng sơn nhám rất đẹp luôn. Đó, giờ mình sẽ test thực tế bác xem này. Đấy, hàng này thì nói chung là các bác cứ nhảy lên các bác rất thoải mái nhá luôn. Đấy, các bác sẵn thoải mái, không vấn đề gì đâu nhá. Đấy, đây, hàng vẫn ngon lành nhá. Đó, mở ra vẫn trơn tru nhá. Đấy, mở ra vẫn trơn tru, em vừa dặn rất là ngon luôn. Nhưng mà mở ra vẫn rất là trơn tru luôn. Đó, tổng quan là một cái con sản phẩm thùng đồ nghề. Đó, của Harden. Rất là đẹp luôn nhá, hai màu này. Đây, đinh tán này. Đấy, nhìn rất chắc chắn. Giá thì hiện tại con này bữa trước đang là 550k. Đấy, nhưng mà hôm nay thì em cũng bên em cũng giảm giá quá nhá. Đấy, thùng đồ nghề bác lên mã luôn cho là thùng đồ nghề này. Thùng đồ nghề bữa trước đang là 550k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn 500k. Đấy, bên em sẽ bao ship đến tận nhà nhá. Đấy, thùng đồ nghề 500k bao ship tận nhà nhá, của thương hiệu Harden, hàng mới nguyên hộp chưa qua sử dụng nhá. Đó, kích thước là 42 x 20 x 20. Đó, chất lượng luôn. Các bác nào thích cái mặt hàng này thì cứ liên hệ trực tiếp với em này. Đó, đây, rất đẹp luôn nhá. Đấy, Matado Made in Germany này. Đấy, của thương hiệu Harden này. Rất đẹp luôn, nói chung là cực kỳ xịn sò. Đẹp cho một cái con thùng đồ nghề như này. Các bác mua về sử dụng đi công trình các thứ rồi. À đây, cái con này còn một cái chi tiết nữa này. Ở đây nó là cái phần lỗ khóa này. Đấy, lỗ khóa nhá. Để khi mà ví dụ các bác đi công trình ấy thì các bác mang cái khóa đi. Các bác gặp vào và các bác có cái khóa đây, các bác khóa vào. Đấy thì đồ đạc các bác để đây nó yên tâm nhá. Đấy, không vấn đề gì cả luôn. Bộ sản phẩm mỏ Hàn Thiếc 907, hàng bên số 7 tiếp tục về này. Con này thì quá là hit hot rồi các bác nhá. Quá hit hot luôn. Đấy, bộ sản phẩm mỏ Hàn Thiếc này. Đây. Bộ sản phẩm thì đầy đủ sẽ có là một mỏ hàn. Đấy, một mỏ hàn như này. Đó, sẽ các bác dùng có thể là điều chỉnh nhiệt độ cho em từ 200 lên đến 450 độ C. Con này đây, phần công suất của nó sẽ là 6W nhá, điều chỉnh nhiệt độ là 200 đến 450 độ C. Đấy, công sử dụng cho em điện 220. Mã của nó sẽ là mỏ hàn 907. Đấy, mỏ hàn 907 em chỉ cần nói là các bác biết luôn rồi. Chất nhèo rồi. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn, dùng rất ok. Mà giá của nó thì cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, dây nguồn các thứ đầy đủ cho em luôn nhá. Đó. Con này thì nó sử dụng cái phần mai so sứ nên là các bác hàn nó cực kỳ bền luôn. Đây, phần mai so sứ này. Đấy, hàn rất bền nhá. Riêng mà đã dòng mai so sứ thì hàn rất bền rồi. Đấy, nhiệt rất tốt luôn nhá. Từ 400 đến chỉnh nhiệt độ từ 200 đến 450 độ C chưa. Đấy, có đây có phần chiết áp chỉnh này. Đó, rất ok. Mạch nhiếc các bác nhìn rõ một luôn nhá. Đấy, không cần phải giấu giếm gì cả. Rất chất lượng luôn. Cực kỳ ok. Và một cái ưu đãi duy nhất chỉ có trên shop Tin Hiền thôi. Đấy, khi mà các bác mua cái mỏ hàn bên nhà shop Tin Hiền thì các bác sẽ được tặng đi kèm sẽ có là một hộp nhựa thông như này. Một hộp nhựa thông. Đấy, một hộp nhựa thông như này các bác nhá. Một hộp nhựa thông như này. Đi kèm tiếp luôn là một cuộn thiếc nhá, một cuộn thiếc này. Đấy, và tiếp theo thì sẽ có luôn cho bác là một cái giá đỡ nhá, một giá đỡ. Đó đây, một bộ sản phẩm để gửi đến các bác đây, một cái giá siêu tốt, siêu ưu đãi luôn. Giá của nó sẽ là đi bao nhiêu ạ? 150k một bộ nhá. Đấy, các bác lên mã cho sản phẩm là mỏ Hàn Thiếc. Giá sẽ là 150k một bộ mỏ Hàn Thiếc nha. Đấy, giá siêu tốt luôn nhá. Các bác cứ đi ra thị trường thoải mái, không ai ta bán rẻ như em đâu, mà lại còn được tặng kèm đầy đủ combo nha. Về là các bác chỉ việc dùng thôi, không còn phải mua thêm gì cả. Đầy đủ có hết rồi. Thiếc nhựa thông giá đỡ đầy đủ luôn. Về là chỉ việc hàn thôi. Giá chỉ có 150k một bộ sản phẩm mỏ Hàn Thiếc này các nhá. Giá siêu tốt luôn. Tiếp theo này bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái cọ xoong nồi các nhá. Cái cọ xoong này là cái dòng sản phẩm thông minh đời mới nhá. Đấy, dòng sản phẩm thông minh đời mới rất là hay này. Đó, một bộ sản phẩm rất chất lượng như này. Đây. Hàng này thì rất là thông minh nhá. Con này thì đây sẽ có một cái phần cọ xoong như này. Đi kèm thì sẽ một cái phần hũ để các bác đựng dầu, cái dầu rửa bát vào đây. Đấy thì về các bác xoáy nắp này cho em, đổ dầu rửa bát đây và các bác đậy nắp vào. Đấy, xong rồi các bác kiếm một cái dây nữa các bác buộc đây để mà làm cái móc đeo này cũng được, hoặc không thì các bác cứ để không lại được. Đấy, tùy nhu cầu nhá.
Đấy, sau khi mà các bác đổ dầu bát xong thì các bác dùng các bác ấn vào đây nhá. Ấn vào đây. Thì nó sẽ ép hơi xuống thì nó sẽ đẩy cái phần dầu bát ở đây ra. Đẩy đây ra thì các bác lấy cái này các bác cọ trà. Đấy, trà song, trà nồi các thứ nha. Rất là tiện dụng nhá. Các bác cầm ở đây các bác trà thôi. Nó không bị và chạm vào tay cái thứ là nhiều khi bác cầm những cái phần những cái búi rác này nhiều khi là nó sắc ấy. Đấy vì nó là bằng kim loại mà rất sắc đấy, chẳng may nó có chạm vào đứt tay đứt chân rất nguy hiểm thì các bác dùng vào trong các bác trà bác cọ này đấy, dùng là bác trà bác cọ nhá. Đấy, rất là hay, cực kỳ thông minh luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cọ so đấy, bên em bán thì một cái này giá của nó sẽ là 15k nhá, một cái sẽ là 15k, còn nếu mà các bác lấy 10 cái thì giá của nó sẽ là 120k cho 10 cái đấy. Nếu mà các bác lấy số lượng nhiều thì giá nó sẽ tốt hơn, 10 cái là 120k, còn các bác lấy lẻ thì sẽ là 15k một cái cọ son này nhá. Đấy, 15.000 một cái cọ son rất là hay, rất là thông minh nha. Đây các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Đấy, về các bác đổ dầu bát vào nhá, xoáy vào đó, sau đó các bác trà, rất là dùng rất tiện nhá, đó rất là hay này. Đấy, nhiều khi bác cầm cái búi rác ấy, nó bẩn tay rồi là nó xước sát tay ra đấy, thì các bác dùng này cho rất tiện dụng luôn đó. Có thấy không? Rất hay nhá. Cực kỳ là tiện dụng. Đó. Rất tiện dụng nhá. Đó mà giá cũng rất là hợp lý luôn. Giá chỉ có 15k một cái như này thôi. 15k một cái cọ son, còn nếu mà các bác lấy lẻ thì 10 cái sẽ là 120.000. Đó là cái thảm lau chân nhá. Đấy, hàng tiếp tục về cái lô thảm lau chân, đợt này nó về những cái hình rất là đẹp luôn này. Đấy, cực kỳ xịn, rất là chất lượng nhỉ. Đấy, dòng sản phẩm thảm lau chân nhá. Đấy, hình rất là ngộ nghĩnh đáng yêu nhá, để các bác sử dụng các bác để trong gia đình nhà mình này. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ nhiều hình nhá, đây này rất nhiều hình. Đó. Hàng này bên em sẽ bốc ngẫu nhiên nhá, không lựa hình, các bác thông cảm là hàng này không lựa hình vì nó nhiều hình lắm các bạn. Nó quá nhiều hình luôn các bạn ạ. Mỗi cái một loại hình khác nhau. Đấy, mỗi cái một loại hình khác nhau. Đây. Lắm hình lắm các bạn. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sản phẩm là thảm lau chân nhá. Đấy, thảm lau chân này. Đó, thảm lau chân. Con này thì đây. Con này thì nó là mặt dưới nó là đệm cao su nhá, chống trơn trượt, mặt trên thì dạng bông thấm hút nước cực kỳ tốt luôn. Đấy, thấm hút nước rất tốt nhá. Con này cho bác lau chân lau trước nhá, rất chất lượng. Con này như này. Đó, các bác lên mã cho em sản phẩm là thảm lau chân. Giá thì siêu tốt của bác luôn. Giá chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, thảm lau chân này. Thảm lau chân. Giá chỉ có 50k một chiếc nhá. Đấy, 50k một chiếc thảm lau chân này, rất chất lượng, ngon này, xịn sò của bác này. Đấy, các loại các hình các màu nhá, gửi bác luôn. Rất là đẹp, xịn sò, đây này nó về cái lô này hàng rất đẹp luôn nhá. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, 50k một chiếc thôi nhá. 50k một chiếc thảm lau chân nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là một cái rất là hay này. Nó là cái nó gọi là cái nhỏ giọt nhá. Nó cái tưới cây nhỏ giọt. Các bác cứ lên mã cho em là cái tưới cây nhỏ giọt này. Đó thì nó sẽ như này đây, đây. Đưa được một cái đây. Nó có một cái đây, một cái phần đầu như này, cái đầu này các bác cắm xuống đất này. Đó, còn đầu này là cái đầu ra. Đây em đang lắp cái đầu nó đang bị thiếu thì không lắp được thôi. Các bác xem quan xem tạm này nhá. Còn cái phần gen này là các bác xoáy vào cái phần cái chai nước ấy. Chai nước thì đây em đang lấy tạm cái chai nước nhỏ thôi. Còn về các bác mà có cái chai lít rưỡi ấy, thì các bác lấy cái chai Coca kia to lít rưỡi mà các bác dùng. Con này thì phù hợp mà bác nào ví dụ như là ở chung cư có thứ nào hoặc là bác nào bận rộn không tưới cây được ấy, thì dùng con này cho em rất là hay. Đây. Phần này các bác cắm trực tiếp xuống đất này, đó thì nó sẽ giữ đứng cái chai lên. Đó, và cái phần này là cái van chỉnh nước này. Đấy, cái van chỉnh nước thì các bác về các bác chỉnh theo cái chế độ nước các bác muốn nó ra nhiều ra ít thì các bác chỉnh cái đây. Đó, đây này. Các bác nhìn không? Nó đang nhỏ giọt ra này. Đó, nó đang nhỏ giọt các bác nhá. Các bác chỉnh ở đây nhá. Chỉnh cái này. Đấy, các bác chỉnh cái này chưa? Đó, muốn ra nhanh, ra nhiều thì các bác chỉnh này. Đấy, ra nhiều này. Ra vừa vừa này. Đấy, chỉnh vừa vừa này. Cái phần chai trên này thì các bác nhớ là các bác phải đục cái lỗ cho em. Thì nước thì nó về có hơi nó vào thì nó về đẩy nước cũng được, chứ còn các bác mà cứ thế là các bác cho vào thì không bao giờ nước nó ra được đâu. Đấy, nhớ là phải đục cái lỗ đây, em đục một cái lỗ nhỏ này. Đấy, đục một cái lỗ nhỏ đây thì nước hơi nó sẽ vào và nó sẽ đẩy cái nước nó xuống. Đấy, gọi là cái nhỏ giọt, tưới cây nhỏ giọt nhá. Tưới cây nhỏ giọt này. Giá hiện tại bên em đang bán một cái tưới cây nhỏ giọt này giá sẽ là 10k nhá. Còn nếu mà các bác mua lẻ là phải mua là 3 cái trở lên bên em mới bán nhá, vì giá của nó rất là rẻ thôi. Đấy. Tưới cây nhỏ giọt này giá sẽ là 10k một chiếc nhá, 10k một chiếc, 10k một chiếc nhá. Còn các bác lấy là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. Đó, 3 chiếc trở lên nhá. Bán lẻ thì là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, dùng thì rất là dễ thôi. Về cho chai nước vào đây. Đục thủng cái chai nước ra. Và cái phần đầu này các bác ra là các bác
chỉnh cái nước và xoáy theo cái van của nó ở đấy là xong. Đây các bác em cùng xem thực tế cái video mà ta test cái con sản phẩm nó có nhá. Chào đây. Anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thưởng cây một sản phẩm thông minh đây ạ. Dụng cụ tưới cây nhỏ giọt sẽ giúp anh chị chăm sóc được cây kể khi cả anh chị bận ruộng, bởi hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh sẽ luôn hoạt động với mức độ vừa phải mà sẽ không khiến cây bị ngập úng. Chào anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thưởng cây. Rồi các bác cắm đây. Đấy. Nó rất là dễ dùng đúng không nhá. Về các bác có chai nước các bác xoáy vào thôi. Chai nước thì nói chung là nhà nào cũng có đâu. Đó, có điều chỉnh cái van đấy. Nhưng mà nhớ là cái chai nước các bác phải đục. Đấy, các bác nhìn nó đục chưa. Đấy, người ta đục cái phần đít trên cái chai nước ấy, để cho cái hơi nó xuống thì nó với nước nó chảy vào nhá. Đó, rất dễ dùng nhá. Giá sẽ là 10.000 một cái các bác nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy, bán ít quá bên em không bán đâu. Bán là phải từ 3 cái trở lên vì giá của nó rất là rẻ rồi. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái con đèn nấm này. Đấy, con đèn nấm rất là hay nhá. Đấy thì nó hình sẽ là hình nấm này. Đấy cũng như là hình cỏ cây này. Con này thì nó là dạng đèn ngủ nhưng mà nó thiết kế theo kiểu hình nấm rất là hay. Nó sẽ có phần cảm biến nhá. Đấy, phần cảm biến che ở đây. Cảm biến này thì tối thì nó sẽ tự động bật và ban ngày sẽ tự động tắt. Nó gọi là cảm biến tự động. Đó, con này thì bên em đang bán một con đèn nấm này. Giá sẽ là 30.000 một cây. Giá cực kỳ là rẻ gửi bác luôn. Các bác lên mã cho em là con sản phẩm đèn nấm, giá là 30k. Đây giờ em sẽ test thực tế bác xem con đèn nấm này nhá. Đây các bác cùng xem em test này. Đấy thì về các bác cắm trực tiếp lên điện này. Đó thì đây, em che các phần cảm biến đi nhá các bác nhá. Đây che phần cảm biến này. Đó thấy không? Đó, dùng làm đèn ngủ thì rất ok nhá. Tối nó sẽ tự động sẽ tắt vào ban ngày này. Đấy các bác bỏ này, tự động sẽ bật này. Đó đây. Đó rất là hay nhá. Đấy dùng làm đèn ngủ rất ok. Ánh sáng của nó vừa phải, nó không phải là sáng quá nhá. Đây cái cảm biến rất nhạy luôn này. Đó, cảm biến cực kỳ nhạy nhá. Đó, test nếu mà các bác đến lúc các bác nhận hàng các bác test thì các bác cứ ấn tay vào đây. Đó thì nó sẽ gì nhá. Đấy, rất là hay, rất là ok nhá. Cho con sản phẩm đèn nấm này, cực kỳ là thông minh luôn. Đó. Đó thì các bác mua về làm cái con đèn ngủ thì rất ok. Giá sẽ là 30.000 một con đèn nấm luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô keo đa năng. Đấy. Dòng sản phẩm keo đa năng nhá, dính mọi vật liệu luôn, keo đa năng mà dính mọi vật liệu luôn, dính từ A đến Z luôn nhá, gỗ hiếc rồi các kiểu sắt thép thủy tinh các thứ nhá. Một típ này của nó sẽ là 60g này. Đấy, 60g cho một cái típ keo đa năng này. Đấy đi về thì các bác sử dụng được, các bác dính mọi chất liệu luôn, rất là hay nhá. Và các bác lưu ý là các bác dùng xong là các bác phải đậy nắp vào. Đấy, con này thì sử dụng nó cực kỳ là đa năng. Đấy, các bác dính mọi chất liệu. Giá thì hiện tại bên em đang gửi các bác một cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Các bác lên mã cho là con sản phẩm là keo đa năng. Hiện tại bên em đang bán một cái típ 60g như này. Đó, giá thì chỉ có 30k thôi nhá. 30k, các bác lưu ý là 30k một típ keo đa năng. Keo đa năng, đấy keo đa năng. Các bác lưu ý là 5 típ bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, 5 típ bao ship. 5 típ sẽ được bao ship nhá. Còn bán lẻ sẽ là 30k một típ. Các bác lấy từ 5 típ trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Một típ này sẽ là 60g. Đây em sẽ mở cho bác xem thực tế một cái video người ta test con sản phẩm nó các bác nhá. Đây các bác, cùng xem thực tế cái video người ta test con sản phẩm nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt thép gỗ nhựa thủy tinh cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đấy là thực tế về cái con sản phẩm keo dính đa năng. Bên em đang gửi đến bác nhé. Đấy, dính cực kỳ là ngon luôn, dính rất là chất lượng, một típ là 60g. Giá thì em gửi đến các bác một típ này sẽ là 30k. Các bác lấy từ 5 típ trở lên. Đấy, bên em sẽ bao ship nhá. Lấy 5 típ được bao ship, còn lấy một típ giá lẻ sẽ là 30k, còn 5 típ là 150k. Các bác được bao ship. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên em tiếp tục lại về cái lô kéo bếp này. Đấy, kéo bếp vàng các bác nhá, kéo bếp vàng. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kéo bếp vàng này. Hàng thì là thép SK5 rồi nhá. Đấy, hàng của Nhật. Đây, đấy, toàn bộ toàn chữ Nhật hết này. Đấy, thép SK5 nhá. Thép SK5 chữ dập chìm nguyên thân này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan. Hàng này nói chung là quá là chắc chắn và sắc bén rồi. Đây các bác nhìn này. Hàng cực kỳ sắc bén luôn nhá các bác nhìn này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Đó thấy không? Cắt rất là ngọt ngào nhá. Đấy, đây. Ngọt như nước luôn nhá. Đấy, nói chung là con này các bác mua về
làm kéo bếp, bếp cắt gà cắt vịt cho em thì chấm hết luôn, cắt thịt cắt hà. Đó, rất ok. Giá thì đợt này giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Các bác lên mã luôn cho em là cái con sản phẩm là kéo bếp vàng này. Kéo bếp hoặc là kéo bếp vàng đều được. Đấy, kéo bếp vàng. Giá sẽ là 50k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho chiên luôn. 40k một con nhá. Đấy, 40.000 cho một con kéo bếp vàng này. Đấy, 40.000 một con nhá. Đấy, hàng rất chất lượng ngon lành, chắc chắn chị sò ok. Và tiếp theo em lên luôn cho bác là cái lô vòng trầm hương nhá. Tiếp tục lại về cái dòng sản phẩm vòng trầm hương này. Đấy, dùng rất là hay. Đó, thì đây, một túi của nó thì rất là nhiều luôn. Đó, một túi nó phải rơi đến khoảng tầm 100 vòng luôn nhá. Đấy, phải rơi đến 100 vòng. Mùi rất là thơm nhá. Các bác chỉ cần mở nắp ra các bác ngửi mùi đã thấy nó thơm rồi. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, mùi rất thơm luôn. Các bác mở nắp ra thấy mùi nó thơm rồi. Đấy, một túi này nó rơi khoảng tầm 100 vòng. Đấy, 100 vòng. Thì các bác một vòng là các bác đốt trong khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng luôn. Đấy, một vòng là đốt trong khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thoải mái luôn nha các bác nhá. Mùi rất là thơm. Đó, về thì chuyên để các bác đốt hương trầm các thứ rồi. Đó, dùng rất là hay các bác nhá. Đó thì các bác lên mã cho em là cái hộp trầm hương. Đấy, hộp trầm hương. Hộp trầm hương thì bữa trước đang bán giá là đi 50k, hôm nay bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Giá thì còn 40k thôi. Hộp trầm hương này, hộp vòng trầm hương. Hộp vòng trầm hương. Giá sẽ là 40k một hộp nhá. 40k cho hộp vòng trầm hương. Đấy, dùng được rất là lâu. Một hộp 100 vòng lận cơ. Đấy, mà một vòng các bác đốt được khoảng tầm là 2 đến 3 tiếng thì các bác đốt cả năm mới hết được một cái hộp này. Đấy, rất là lâu nhá, cháy rất lâu luôn. Đó, 40k một hộp trầm hương nhá. Sản phẩm bình xịt nhớt bên em đang gửi bác nhá. Giá thì sẽ là 50k. Một cái bình xịt nhớt này thì dung tích sẽ là 250ml. Hàng cũng của Kabushi Japan luôn này. Đó, một con bình xịt nhớt nữa. Con này thì bán quá nhiều rồi nhá. Con này thì lực xịt cực kỳ mạnh luôn, và ngoài ra thì nó rất là thông minh. Cái phần đầu vòi này này. Đấy, đầu vòi này các bác có thể bẻ cong đi. Những cái vị trí mà góc khuất là các bác vẫn thể có thể là xịt được này. Đấy, phần đầu vòi bẻ cong. Tay bóp rất là êm ái ngon lành nhá. Đấy, báo giá luôn. Các bác lên mã cho là sản phẩm là bình xịt nhớt. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con bình xịt nhớt này thôi. Đấy, 50.000 về dùng rất tiện luôn. Bác nào mà ví dụ là sửa chữa máy móc, rồi là các bác thợ thuyền. Đấy, rồi bác nào làm máy may chuyên để xịt dầu xịt nhớt rồi, dùng rất tiện nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục lại về cái lô lọ xịt chuột của Nhật này. Đấy, con này thì đây, một chai của nó không nhá. Đấy, một chai của nó như là 500ml không nhá. 500ml cho ra xịt chuột này, chuyên để đuổi chuột. Đấy, xịt đuổi chuột nhá, xịt đuổi chuột dùng rất là ngon luôn. Bán cực kỳ nhiều rồi, dòng xịt đuổi chuột của Nhật này. Con này thì nó là chế phẩm sinh học nhá, dùng rất an toàn luôn. Đó. Hàng thì vẫn còn nguyên siêu như này. Về các bác bên em sẽ có gửi kèm thêm cái đầu vòi nữa, về các bác tháo ra các bác lắp vào. Đấy, vì bên em để nguyên siêu luôn, tránh tình trạng là gửi đi nó sẽ bị văng ra nhá, nên là bên em sẽ để nguyên siêu này, không bóc này nhá. Đấy, thì về các bác tự xoáy ra các bác lắp vào thôi, dùng rất là dễ. Đấy, có cả tay xịt đi kèm luôn. Thì về các bác cứ xịt cho em, cứ xịt liên tục nhá, cứ xịt liên tục cho em khoảng tầm từ 5 cho đến 7 ngày, xịt liên tục. Những cái chỗ nào mà có chuột là các bác xịt liên tục cho em. Đấy, thì chuột nó sẽ sợ cái mùi này và nó sẽ chạy đi, nó không bao giờ nó quay lại nữa nhá. Đấy, xịt đuổi chuột. Giá thì bên em đang gửi đến các bác một cái giá siêu tốt luôn. Đấy, giá thì gửi bác là chỉ có 40k thôi. Đấy, 40k một con chai xịt chuột này. Đấy, giá 40.000 một chai thôi nhá. Đấy, 40k một chai xịt chuột của Nhật nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng một số cái đồ thiết bị điện nước này. Đấy, thì bên em có cái mã vòi nước cũng như là củ chia, là hàng lại tiếp tục về nhá. Hàng vừa về xong rất là nóng hổi để quay luôn đấy bác này. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn luôn cho bác là cái vòi nước V1 này, báo giá luôn nhá, 60.000 một con. Chất liệu thì là inox 304, hàng thì rất là xịn sò. Con này thì bán quá nhiều rồi. Đấy, đây một con vòi nước V1 này, gen của nó là gen 21, gen phổ thông nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, vòi nước đóng ngắt thì rất là êm ái ngon lành. Vòi thì cực kỳ dày nhá, các bác nhìn đường inox này rất là dày luôn. Đó, đây gen này, gen rất đẹp, chữ inox 304 dập chìm luôn trên thân rồi. Đấy, phần chụp này rất là hay. Nhà bác nào ví dụ mà có về lắp cái con này vào cái máy giặt ấy, con này nó vào cái chụp máy giặt vừa khít luôn. Đó, đấy, tổng quan em đây rất đẹp luôn nhá. Mà giá thì cực kỳ là phải chăng. Đấy, các bác mua đâu được một cái con vòi nước inox 100% này, giá chỉ có 60.000 nhá. Đó, thì các bác lên mã cho em là vòi nước inox V21 này. Đấy, giá sẽ là 60k một con này nhá, đóng ngắt cực kỳ êm ái ngon lành, xịn sò chắc chắn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái củ chia nước này. Củ chia nước này thì hiện tại anh em đang bán giá sẽ là 50.000 một củ nhá. 50k cho một sản phẩm củ chia nước nha. Đây em bóc củ cho bác xem luôn. Đấy, sản phẩm củ chia nước. Con này thì chất liệu cũng là inox 304, nó sẽ có là một đường vào, đấy, và hai đường ra. Đấy, để các bác để chia nước ra. Ví dụ các bác chia ra các nhánh hoặc là các bác lắp trong nhà vệ sinh, một cái lên ấy, một cái vào vòi xịt chẳng hạn. Đấy, nói chung là tùy nhu cầu về các bác ứng dụng lắp đặt làm sao nó phù hợp. Đây,
Chất liệu thì là inox 34 cực kỳ dày nhá, gen là gen 21 này. Con này thì ngoài ra thì nó có một cái phần khóa ở đây nữa, tích hợp một cái khóa đây để khi mà các bác có sửa chữa các bác đóng ngắt ở đây, hoặc là nó giảm áp lực nước nhá. Đấy, giảm áp lực nước rất là hay. Đấy, cực kỳ là thông minh. Giá thì bên em đang bán một cái củ chia nước như này, một đường ra hai này. Giá sẽ là 50k. Các bác cứ lên mã cho em là củ chia nước đi cho nó ngắn gọn nhá. Giá là 50.000 một con, chất liệu là inox 304 luôn nhá. 50k cho một con củ chia nước không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em lại tiếp tục về cái dòng sản phẩm là cái bàn chải than tre mà tính nhá. Đấy, dòng này thì ôm lô thanh lý của siêu thị Hàn Quốc cũng nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc này. Đấy, các bác có nhu cầu thì có thể là mua cả hộp, hoặc là bên em vẫn có bán lẻ nhá. Vẫn có bán lẻ. Đây, vẫn có bán lẻ. Một chiếc của nó sẽ như này. Đó, nếu mà giá thị trường thì hiện tại đây, giá thị trường của nó sẽ là 36.000 Việt Nam đồng này. Đó, hàng của Korea cũng nhá. Hàng Korea, mã cốt mã vạch đầy đủ hết luôn. Chất liệu thì nó là dạng bàn chải lông kết hợp với lại dạng than tre. Đánh thứ nhất là sạch mồm, chắc răng, thơm miệng nhá. Mà lông của nó thì rất là mềm nhá. Lông thì siêu mềm luôn. Đấy, đánh rất là thích. Dòng này thì gia đình em cũng đang sử dụng rồi. Đấy, mà các bác cứ đi ra cửa hàng các bác hỏi cái loại này người ta cũng bán rất nhiều. Nhưng mà không phải là có cái giá mà nó tốt như trong video hôm nay đâu. Nên là các bác tranh thủ mua đi. Đấy, đây. Lông cực kỳ mềm nhá, đánh rất thích luôn. Tay cầm thì có ốp phần cao su này. Đấy, chống trơn trượt. Đấy, hàng có thương hiệu thứ đàng hoàng luôn nhá. Đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy, rất là chất lượng và ngon lành, xịn sò như này. Đó, một con bàn chải than treo và tính nhá, lông mềm, đánh sạch răng. Đấy, đánh sạch răng, dùng rất ok luôn. Giá thì hiện tại bên em đang gửi đến bác một cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Nếu mà các bác mua lẻ thì giá thì hiện tại bên em đang bán một chiếc bàn chải như này, không phải là 36k nữa, mà giá của nó chỉ có 10k nhá. Các bác lên mã cho em là bàn chải than tre. Đó, bàn chải than tre này. Bàn chải than tre. Giá sẽ là 10k. Bỏ qua cái giá 36k ở đây đi. Đấy, giá chỉ có 10k thôi. Các bác ra ngoài cửa hàng hỏi với cái bàn chải này thì không bao giờ có cái giá 10k đâu. Đấy, không bao giờ có giá 10k đâu, thì bên em ôm lô. Đấy, ôm lô thì nó với được những cái giá mà nó tốt này. Hàng thì nó sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Các bác có thể là nhu cầu nhiều, hoặc có thể mua về biếu tặng, hoặc thậm chí là các bác mua về bán. Đó, thì nếu mà các bác có nhu cầu nhiều mua cả hộp thì liên hệ trực tiếp em để em báo giá cả hộp nhá. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc này. Đấy, một hộp sẽ là 30 chiếc. Mua về biếu tặng làm quà cũng rất là hay. Rồi là mua về sử dụng, mua về bán. Còn nếu mà dùng ít thì các bác có thể mua lẻ. Mua lẻ thì hiện tại bên em đang bán một chiếc bàn chải này, giá lẻ sẽ là 10.000 chiếc thôi nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, hàng rất chất lượng, ngon lành, xịn sò. Và tiếp theo đây em lên luôn cho bác là cái băng dính trong suốt này. Đấy, rất là nhiều bác hỏi cái băng dính trong suốt này thì hôm nay thì nó lại có hàng luôn nhá. Đấy, dòng băng dính trong suốt luôn. Nó là dạng trong vắt như này. Đấy, trong vắt như này các bác dính rất ok luôn. Đó, trong vắt luôn nhá. Con này thì em xem nào. Con này của nó là băng kia dạng băng dính hai mặt luôn nhá. Đấy, dính hai mặt luôn, các bác có thể là dính một mặt hoặc là dính hai mặt đều được. Đây, nó là dạng dính hai mặt luôn, dính cực kỳ chắc luôn nhá. Đấy, dính rất chắc luôn này. Đấy, đây. Dạng hai mặt luôn nhá. Đấy, dính chắc dã man luôn. Nó như kiểu dạng cao su non ấy, khi các bác dính nó chống thấm được luôn. Đấy, dính chống thấm được luôn nhá. Đấy, dính ngoài trời được luôn. Đó. À, một cuộn này của nó sẽ là 3m và bên em đang bán một cuộn này là 30k nhá. Đấy, một cuộn 3m này là 30k, băng dính trong suốt nhá, dính cực kỳ là chắc luôn. Đây coi đây thực tế về sản phẩm người ta sử dụng luôn nhá. Gian tốt cho các bác ơi. Dính trên mọi bề mặt. Dính thử con iPhone xem sao. Dính lên kính thì đơn giản quá. Dính thử viên gạch này xem dính sao. Dính luôn viên gạch thôi nhá. Đấy. Để khoảng 5 giây. Đó, có thấy không? Một viên nhá, hai viên luôn này. Chắc luôn. Đấy, con này nó lột ra là nó không bị dính trở lại nhá. Đấy, lột ra là các bác lột ra rất là ngon, rất là dễ lột luôn. Đấy, rất là dễ lột, nó không bị dính trở lại. Đấy, thì các bác khi các bác muốn lột ra các bác rất là dễ vệ sinh. Dính gỗ này, ngon lành luôn coi nhá, cực kỳ chắc luôn, dính tường sơn. Đấy, rất chắc luôn coi nhá. Đấy, các có thể rửa đi rửa lại luôn, lại dính lại luôn. Đáng mua nhá. Rồi, giá thì cực kỳ tốt rồi. Đấy, một cuộn băng dính 3m trong suốt như này, hiện tại em đang bán giá là 30k. Đấy, mà nó còn dính được cả hai mặt luôn, siêu dính luôn nhá. Đấy, cực kỳ dính luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là dây sạc đa năng cũng như là ổ điện xanh U3 có tích hợp cổng USB thôi nhá. Đây, một con sản phẩm ổ điện xanh U3, hàng rất chất lượng luôn. Hàng này của nó là hàng xuất Thái luôn nhá. Đấy, hàng Thái xuất luôn. Đấy, rất chất lượng một con ổ điện như này. Đây. Tổng quan luôn đây, rất đẹp luôn nhá các bác nhá.
Đó. Con này thì sẽ gồm có là 6 ổ cắm nhá, 6 ổ cắm. 3 cổng USB. Đấy, tích hợp sẽ 3 cổng USB. 3 cổng USB để các bác cắm sạc điện thoại các thứ, rồi các bác cắm những thiết bị USB. Và ngoài ra thì sẽ có là một đèn báo đây. Và bên trên này là công tắc an toàn. Đấy, dùng các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi, rất an toàn nhá. Chân đồng các thứ này sáng choang luôn này. Đó. Dây nguồn đấy không nhá, dây nguồn này. Đó, dây nguồn. Hàng thì chất liệu là nhựa cao cấp chống cháy, cực kỳ ngon lành xịn sò. Đấy, giá thì bên em gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Các bác lên mã cho em là ổ điện U3 nhá. Đấy, ổ điện U3 hoặc là ổ xanh được. Nói chung là các bác cứ lên mã cho em là ổ điện xanh U3. Giá thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt, 70k một chiếc này các bác nhá. 70k cho chiếc ổ điện U3 này. Đấy, có cả cổng cắm điện, cả cổng USB. Đó, rồi là cả công tắc bật tắt nguồn rất an toàn và tích hợp đèn báo rất ok nhá. 70k một con ổ điện U3 này. Ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho các bác là cái dòng dây sạc đa năng nhá. Đấy, cái dòng sản phẩm dây sạc đa năng. Đây, dòng sản phẩm dây sạc đa năng thì rất là ok rồi, bán cực kỳ nhiều luôn. Đó. Một cái dòng sản phẩm dây sạc đa năng ưng ý nhất từ xưa rồi, bên em bán đây. Dòng này thì của nó thì cái ưu điểm của nó là dòng bọc cáp nhá. Đấy, bọc cáp thì riêng cái dòng bọc cáp này thì siêu bền. Đấy, siêu bền và không bao giờ bị gập gãy nhá. Nó không như những cái dòng kia là các bác dùng rất hay gập gãy, như con này thì các bác nhìn cái phần đầu này, rồi đến cái phần cáp này. Đấy, nó làm rất chi tiết tỉ mỉ, rất đẹp luôn. Cổng vào, chân vào sẽ là cổng USB nhá. Đấy, và đầu ra sẽ cho các bác là 3 cổng. Một cổng Type-C, một cổng micro và một cổng Lightning. Đấy, tức là các bác có thể là sạc cho Samsung đời cũ đời mới và sạc cho cả iPhone này. Đấy, đây là chân iPhone này. Đây là chân Samsung đời mới này. Đây là chân Samsung đời cũ này. Đấy, tích hợp cả 3 cổng luôn để các bác cắm đa năng các loại điện thoại nhá. Đấy. Thì đi kèm thì các bác có thể là mua kèm về để các bác cắm cùng luôn với cái ổ này. Đấy, cắm mua cùng về các bác cắm cùng luôn với cái ổ này cho em. Đó, đây. Cắm cùng luôn với cái ổ này cho em. Đấy, để các bác có thể là vừa cắm điện vào đây và ngoài ra các bác có thể là sạc cho điện thoại các thứ rất ok luôn. Đó. Một cái combo này thì nếu mà các bác mua lẻ dây sạc, đấy mua lẻ dây sạc này thì hiện tại bên em đang bán một cái chiếc dây sạc này. Các bác lên mã cho em là dây sạc ba đầu. Đấy, dây sạc ba đầu này. Ba đầu, giá của nó sẽ là 30k. Đấy, 30k nhá. 30k một dây sạc ba đầu này. Đấy, đây là các bác mua lẻ dây sạc, còn nếu mà các bác mua lẻ ổ điện U3 như này thì giá sẽ là 70k, còn nếu mà các bác lấy cả combo thì giá sẽ là 100k nhá. Đấy, lấy cả combo được, các bác mua lẻ, mua lẻ lấy cả combo đều được hết các nhá. Bên em bán lẻ cũng có, bán cả combo cũng có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về được ít cái dòng, đó là cái dòng kéo cành. Đấy, kéo cắt cành nhá. Con này thì các bác cứ lên mã luôn cho em là kéo cành hộp kính nhá. Đấy, kéo cành, kéo kính cũng được, kéo kính cho nó ngắn gọn nhá. Kéo kính, kéo cành hộp kính, giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k một chiếc, con này là trong Tết đang bán giá là đi 101 sao ấy, nhưng mà nó bị chững hàng, không có hàng về. Đấy, đi hôm nay về một cái lô hàng rất là ngon và giá cũng rất là tốt, gửi các bác luôn. Hàng nội địa Nhật nhá, rất là xịn sò. Đó, rất chất lượng luôn. Đây, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, đây em bóc hộp cho xem. Hàng mới nguyên hộp chưa qua sử dụng. Đó, một con kéo quá đẹp, quá chất lượng này. Đấy. Chất thép thì nó là thép SK5 nhá. Đấy, thép SK5. Cực kỳ là dày dẫn, sắc bén, ngon lành luôn. Đó, và con này nó có mấy rất hay là phần khóa này. Đấy, khóa thì các bác cũng đẩy vào như khóa thường, còn nếu mà các bác muốn mở khóa các bóp vào theo này, bóp này, các bác nhìn cái khóa nó sẽ nhảy này. Đấy, đấy, khóa nó sẽ nhảy và tự động nó sẽ mở ra, tự động nó sẽ há ra. Lò xo đẩy thì rất là êm tay. Tay cầm nó tráng một lớp cao su này, các bác bóp thì không bao giờ bấm cành, không bao giờ nó bị đau tay, rất là êm luôn, rất là ngon lành nhá, chắc chắn. Đó, bóp khóa tự động luôn. Nói chung là người Nhật người thiết kế những thiết kế rất là thông minh, hàng nội địa Nhật nhá. Đây có nhìn này, chữ Nhật loang loáng này. Đấy, hàng nội địa Nhật. Giá thì gửi cho bác một cái giá siêu tốt rồi, giá chỉ có 70.000 một cây thôi. Đấy, giá chỉ có 70.000 cho một cái cây kéo cành hộp kính này. Đấy, giá chỉ có 70.000 một cây, siêu sắc bén. Đây em sẽ test thực tế cho bác xem về cái dòng sản phẩm cái con kéo kính nhá các bác nhá. Đấy, để các bác xem thực tế này. Đấy, các bác nó đang khóa này, các bác bóp này. Đấy, tự động mở nhá, rất là hay. Đấy, con này các bác bấm những cái cành nhỏ thì nói chung là quá là ok rồi. Đấy, đây. Bấm những cành nhỏ này, cực kỳ ngọt ngào luôn nhá. Đó, rất là ngọt luôn. Ngoài ra thì những cái cành to này, cành này rất to này, các bác nhìn này. Em bấm này. Ngọt đều luôn các bác nhá. Đây. Đường đi rất mịn này. Đấy, cái đường kéo rất mịn luôn nhá. Đấy, đường kéo rất mịn luôn. Đó, đầu mặt này. Đấy, đầu mặt này, bấm phát đi luôn này, rất ngọt luôn nhá. Đấy, đây. Cực kỳ sắc bén nhá, bấm ngọt sớt luôn, mặt bằng phẳng luôn này. Đó, rồi là các bác bấm những cành tỉa này. Đó, rất ngon luôn nhá.
Đấy, rất ngọt ngào luôn. Giá thì siêu tốt, các bác mua đâu được một cái con kéo cành mà giá bên em gửi bác một cái giá siêu tốt nha. Giá chỉ có 70.000 một cây thôi các bác nhá. Các bác lên mã cho em là kéo kính hoặc là kéo cành hộp kính. Giá sẽ là 70k một chiếc, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp các bác nhá. Đấy, bài tháp đỏ này. Các bác cứ lên mã cho em là mũi khoan tháp đỏ nhá. Bộ mũi khoan tháp đỏ. Mũi khoan tháp này. Con này thì cứ lên mã cho là mũi khoan tháp đỏ nhá. Giá của nó siêu tốt luôn. 180k bộ nhá, 180k một bộ mũi khoan tháp đỏ nha. Đấy, một bộ mũi khoan tháp đỏ. Hàng này là hàng mới. Hàng mới, trước thì mình em hay bán cái bộ 5 mũi thì là nó về thêm cái lồi nữa. Đấy, bộ này của nó thì một bộ này sẽ là 6 mũi nhá, 6 mũi cho anh em. Đầy đủ ngon lành luôn này. Đấy, sẽ đầu tiên sẽ gồm có là 3 mũi taro ren. 3 mũi taro ren. 3 mũi taro cho anh em taro ren này. Tiếp theo thì sẽ là 3 mũi khoan tháp nhá, đầy đủ các kích cỡ luôn, từ to nhỏ. Đấy, từ to nhỏ này. Từ 4 đến 20 này, từ con này là từ 4 cho đến 32 này và từ 4 cho đến 12. Các kích cỡ cho anh em khoan đa di năng luôn, anh em sử dụng gia đình cho anh em sử dụng thợ tuyển. Đấy, rồi là anh em dùng gia đình cho em rất ok luôn. Một cái giá siêu tốt của anh em. Đấy, các bác cứ lên mã cho em là bộ mũi khoan tháp đỏ 5 mũi đựng trong hộp như này. Đấy, giá của nó sẽ là 180k một bộ anh em nhá. Mũi khoan tháp đỏ nhá. Nhớ mã cho em là mũi khoan tháp đỏ, tránh tình trạng nó nhầm sang cái bộ kia. Đấy, bộ kia là bộ 5 mũi, còn bộ này là bộ 6 mũi. Bộ này sẽ là 180, còn bộ 5 mũi thì hiện tại bây giờ em đang bán giá 230. Bộ 5 mũi thì nó sẽ nhiều kích cỡ hơn. Đấy, còn bộ này thì nó nhiều mũi hơn, tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy, còn bộ mũi khoan tháp đỏ này đang giá sẽ là 180.000 bộ này. Hàng rất xịn sò. Hàng này nó là dạng thép gió nhá, thép gió HSS phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt, sắc bén ngon lành. Nhiều bác hỏi là có khoan được sắt vi inox của thứ không? Dòng này khoan hết luôn nhá, khoan đa năng luôn, khoan các kiểu, các kiểu luôn, nhựa nhức khoan tất cho em luôn nhá các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo này bên shop này tiếp tục về cái lô bộ dao Nhật này. Đấy, bộ dao Nhật 6 món nhá, bộ dao Nhật 6 món, hàng rất xịn sò ngon lành này. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đó, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, đây em sẽ đập hộp cho bác xem một bộ nhá. Hàng rất chất lượng, xịn sò ngon lành. Và đây thì đầu tiên sẽ có cho bác là một cái giá đỡ. Một cái giá đỡ để các bác để dao này. Đấy, một cái giá đỡ. Rất đẹp nhá. Đó, một cái giá đỡ này. Chào các bác ơi, quá đẹp luôn nhá. Đó, một con giá đỡ rất là xịn sò như này. Bác về các bác để dao dựa thứ vào đây chưa. Đó, và dao đi kèm nhá, dao đi kèm. Dao đi kèm thì có các loại dao luôn, đầy đủ để phục vụ các bác trong cái gian bếp của mình nhá. Đầu tiên là một cây kéo này. Đấy, một cây kéo để chứa bác cắt thức ăn các thứ này. Đấy, bật bia luôn nhá các bác nhá. Kéo các bác tắt đây chưa. Rồi tiếp theo thì là một cái liếc mà, một con liếc mà này. Đấy, một con liếc mà rất đẹp luôn. Đấy, dao nhụt các bác lôi vào các bác liếc qua cho khá là xong. Một con dao thái này, con dao thái nhá, chuyên để lọc với thái này. Hàng của Asaka Japan, hàng đúc liền thân này. Đấy, cực kỳ sắc bén, rất ngọt ngào nhá. Asaka Japan, con này chuyên lọc thái này. Đấy. Con này là cái con thái bản to nhá, con thái bản to. Đấy, hàng cũng Asaka Japan chữ đập chì này. Đấy, con này là thái bản to này. Thái bản to. Tiếp theo thì là cái con xịt này. À, con chặt này, con này chặt nhẹ quá nhá, chặt nhẹ. Đó, hàng Asaka Japan. Đó, tay cầm cán đúc chân luôn. Một bộ sản phẩm đẹp như này. Đấy, gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Rồi cùng ngắm lại bộ dao này. Quá đẹp, quá xịn sò luôn. Đó, rất chất lượng, cực kỳ sắc bén và ngon này. Giá thì em gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Bác lên mã cho em là sản phẩm là bộ dao 6 món nhá. Bộ dao 6 món này. Giá của nó sẽ là 250k, bên em bao ship tận nhà luôn. 250.000 một bộ dao 6 món, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, các bác có thể là mua về sử dụng hoặc là biếu tặng hoặc là làm quà. Đấy, bộ dao Nhật nhá, rất chất lượng nhá. 6 món 250.000 bộ bao ship luôn nhá.